lúc không cách nào tiến lên, xe ngựa quẹo vào một khe núi, có thể che chắn tầm mắt ở ngoại giới thì dừng lại. Màn xe hất lên, người kia nhảy ra ngoài hô, xuống xe, người trong xe có thể nhìn thấy phu xe đã xuống xe, đang cảnh giác quan sát bốn phía. Ba người trong xe không thể không theo, từng cái từng cái lục tục xuống xe, đánh giá bốn phía. Ai biết còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Nguyên Tòng đã bị người bắt được một cánh tay bay lên trời, một người khác thì sách giả vô quần và ngụy đa bay vọt theo sát một đường phi hành, trong chốc lát liền trốn vào trong núi thẳm, cuối cùng rơi vào một sơn cốc yên lặng, ba người được buông ra. Ba người đánh giá hoàn cảnh trong sơn cốc, rõ ràng là địa phương ít dấu chân người, cũng không thấy người khác, chẳng biết vì sao lại mang bọn hắn đến nơi này. Mã Phu chắp tay nhìn giả vô quần, giả vô quần, phiêu miểu các có chuyện hỏi ngươi, hỏi cái gì đáp cái đó, không được có bất kỳ ẩn giấu. Giả vô quần chắp tay gật đầu, biểu thị tuân lệnh. Mã Phu hỏi, Tân Quốc, thất công chúa bức hôn thiệu bình ba phải chăng là người ở sau lưng xui khiến. Lời này vừa nói ra, ba người đều có chút ngoài ý muốn, mang tới bọn hắn nơi hẻo lánh này chỉ vì hỏi sự tình còn con kia. Ánh mắt nguyên tòng lấp lẽ, trong lòng hồ nghi, lẽ nào không phải vì mình. Giả vô quần sừng sốt, do dự một chút sau đó gật đầu. Mã phu hỏi, mục đích là gì, giả vô quần chỉ chỉ miệng mình, lại chỉ chỉ nguyên tòng. Mã phu hiển nhiên biết tình huống của hắn, nên gật đầu đồng ý. Nguyên Tòng đi tới trước người giả vô quần, cảm nhận được nội dung, nói thay: "Theo ta được biết, Phiêu Miểu Các sẽ không can dự sự tình thế tục." Mã Phu bình tĩnh nói: "Cũng không phải can thiệp, mà là Phiêu Miểu Các theo thông lệ, chỉ vì nắm giữ tình huống, không cần nghĩ nhiều." Thì ra là như vậy, giả vô quần gật đầu, cũng không dám ẩn giấu, biết bị Phiêu Miểu Các nhìn chằm chằm cũng không gạt được, bởi vì mục đích cuối cùng của sự tình vẫn sẽ tuôn ra, thời điểm này lừa dối mà nói, quay đầu lại không chỉ hắn không thoát thân được chỉ sợ toàn bộ phủ thừa tướng cũng sẽ bị liên lụy. Tay viết ở sau lưng Nguyên Tòng, đàng hoàng bàn giao mục đích. Mã Phu nghe xong lại hỏi, nếu không thể bước tử thiệu bình ba, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị thế nào? Giả vô quần lại đàng hoàng bàn giao, biết kết quả này, Mã Phu và một người khác nhìn nhau, lại hỏi. Ngươi và thiệu bình ba không thù không oán, vì sao hại hắn, người phương nào xúi dục? Giả vô quần, Nam Châu Thương Chiêu Tông, trong lòng ngụy đa âm thầm hồ nghi, không phải triệu hùng ca sao? lẽ nào nói dối lừa gạt phiêu miểu các mã phu kinh ngạc lại dám ăn nói linh tinh sao ngươi sẽ làm việc thay thương chiêu tông giả vô quần cười khổ nói sự tình thương chiêu tông bí mật lừa gạt hắn ra nguyên tòng không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn bây giờ mới biết nghiêu hữu đạo là làm sao gạt ra hỏa này ra hiểu rõ ngọn nguồn sự tình mã phu dán mắt vào nguyên tòng hỏi ngươi là người phương nào nguyên tòng trầm mặc hắn là người phương nào không thể nói bạch đối phương đột nhiên ra tay kéo mặt nạ trên mặt nguyên tòng xuống, lộ ra chân dung, chính là thái thượng trưởng lão Trung Cốc tử đã qua đời của tử kim động. Cả người không già lõm khõm giống như trước, tinh khí thần trẻ lại không ít. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt nguyên tòng lóe qua hung quang, hai mắt híp lại, nhanh chóng quan sát bốn phía. Mã phu sừng sốt, kinh ngạc nói, ta đã gặp qua giản sơn nguyệt, người không phải giản sơn nguyệt, người đến tột cùng là người phương nào. Không chỉ hắn, một vị khác cũng không biết Trung Cốc tử. Chưa từng thấy cũng bình thường, Trung Cốc Tử là thái thượng trưởng lão của tử Kim Động, bình thường vốn không quá dễ dàng lộ diện, huống chi sau đó trường kỳ trốn ở trong quy miên các. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Ngụy Đa và Giả Vô Quần cũng chưa từng thấy hắn, cũng không nhận thức. Nguyên Tòng không nói một lời, hít sâu một hơi, phía sau lưng dần dần cung lên. Mã Phu nổi giận, xem ra là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cần phải cho ngươi chút màu sắc mới bằng lòng nhận tội. Đột nhiên một chảo chụp tới vai Nguyên Tòng, muốn trừng phạt. Nguyên Tòng đột nhiên ưỡn ngực, một cổ khí tức khiếp người đẩy ra. Mã Phu giật nảy cả mình, năm ngón tay chộp tới treo ở cách bả vai đối phương nửa tấc, nhưng khó có thể tiến thêm mảy may. Còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Nguyên Tòng vung tay, nhanh chóng đánh lên ngực hắn. Cạch, Mã Phu bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đánh vào vách núi không ngừng thổ huyết, đã khó có thể động đậy. Ngươi, một nhân viên phiêu miểu các khác giật nảy cả mình, mình tự tay cấm chế đối phương, chuyện gì xảy ra? hắn rất nhanh ý thức được không ổn, thực lực của đối phương quá cường hãn, đồng bọn ở trước mặt đối phương không có lực chống đỡ, bản thân sao có thể là đối thủ, cấp tốc lắc mình bỏ chạy. Năm ngón tay nguyên tòng nắm vào trong hư không một cái, mặt nạ trở về, bóng người biến mất. Người kia còn chưa chạy ra sơn cốc, đã hét thảm một tiếng ở giữa không trung. đơn chảo của nguyên tòng dễ dàng phá cương khí hộ thể của hắn, giống như diều hâu vồ gà, năm ngón tay cắm vào sau lưng, trực tiếp bóp lấy xương sống đối phương bóng người lăng không lắc mình về chỗ cũ, làm ngụy đa hít vào một ngụm khí lạnh. Cọt kẹt, nguyên tòng bóp nát xương sống trên tay, tiện tay ném mạnh đối phương xuống đất, cấp tốc nước nhìn bốn phía. Giả vô quần kinh ngạc đến ngây người, chương 1827, gió nổi mây vần. chí ít ngụy đa còn thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng giả vô quần chỉ thấy bóng người lấp lẽ, hai nhân viên phiêu miểu các đã trọng thương nằm trên đất, biến hóa này giống như nằm mơ. Hai người còn không tỉnh táo lại, đã thấy nguyên tòng đeo mặt nạ lên, ở dưới pháp lực ảnh hưởng, mặt nạ nhanh chóng dán sát ra mặt, đảo mắt lại khôi phục khuôn mặt như trước, này là năng lực phàm nhân không thể có. Nguyên Tòng quay đầu lại nhìn Ngụy Đa, cách không điểm mấy chỉ, lực đạo phá không đánh Ngụy Đa kêu rên lùi về sau hai bước. Pháp lực trì trệ trong cơ thể vận chuyển, Ngụy Đa nắm hai tay nhìn một chút, biết pháp lực bị phong ấn của mình đã được giải trừ. Bảo vệ tốt tiên sinh, xem chừng bọn hắn, Nguyên Tòng căn dặn một tiếng, lắc người rời đi chỉ thấy thân hình cấp tốc qua lại bốn phía, dường như siêu tầm cái gì. Ngụy Đa ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bắt giữ bóng người lấp lóe kia, thán phục một tiếng. Thực lực thật mạnh, giả vô quần tiến lên, viết lên ngực hắn hỏi, mạnh bao nhiêu. Ngụy Đa hơi cân nhắc một thoáng, xác nhận hắn hỏi gì, trả lời. Trong các tu sĩ ta đã thấy ra tay, không ai mạnh hơn hắn, thật rất mạnh. Giả vô quần chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía hai người nằm trên đất, cau mày, trên mặt hiện ra thần sắc sầu lo hắn không rõ ràng không biết nguyên tòng có phải điên rồi hay không dám hạ ngoan thủ với người phiêu miểu các sự tình lần này thật là chọc thủng trời quay đầu lại không biết nên như thế nào cho phải hắn rất muốn hỏi thương chiêu tông này là người điên từ đâu tìm đến ngay cả loại người này cũng dám dùng không muốn sống nữa sao hắn đại khái hiểu lời nói của vương khiếu nói có nguyên tòng có thể bảo hộ hắn an toàn là có thể bảo hộ bảo hộ đến dám hạ độc thủ với nhân viên phiêu miểu các rồi chờ một chút Nguyên Tòng siêu tầm xung quanh lắc mình quay về, đá người bị đánh gãy cột sống hỏi. Chỉ hai người các ngươi tới tìm chúng ta, người bị đánh gãy cột sống khủng hoảng nói. Người thật to gan, dám động thủ với chúng ta, có biết hậu quả không? Nếu chúng ta không thể quay về, các người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nguyên Tòng ở trên cao nhìn xuống nói. Hậu quả, ta đã động thủ, người cảm thấy ta còn sẽ quan tâm hậu quả ngươi nói tới sao? Khai ra, ta tha các người một mạng, không nói, ta để các người muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Người bị đánh gãy cột sống cười thảm nói, động thủ với chúng ta, ta nói ra, người cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên tòng nâng cước đạp bụng đối phương, người kia đau đớn hết thảm, ứa ra mồ hôi lạnh. Mã phu ở dưới vách núi lảo đảo bò lên, liều mạng muốn trốn, nhưng thương thế quá nặng, động tác không cách nào lưu loát. Nguyên tòng liếc nhìn, ngũ trảo nắm vào trong hư không, một cổ lực lượng vô hình kéo mã phu trở về. Sau một khắc, nguyên tòng nắm vai đối phương gian rắc một tiếng trực tiếp bóp nát xương vai đối phương cũng hết thảm một tiếng dưới chân phát lực người bị đánh gãy cột sống kêu thảm thiết ta nói ta nói nguyên tòng nới chân hỏi còn có ai người bị đánh gãy cột sống không không có ai chỉ có hai người chúng ta mã phu cũng đau đến liên tục gật đầu chỉ hai người chúng ta nguyên tòng từ lâu quan sát qua xung quanh cũng tự mình siêu tầm đích xác không phát hiện người khác nhưng này chính là địa phương hắn không rõ, hỏi. Chỉ hai người các ngươi, phương thức làm việc của phiêu miểu các ta ít nhiều biết một chút, nếu như vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu tin tức, trực tiếp ở trong trạch viện hỏi là được, cần lén lén lút lút mang chúng ta ra khỏi thành, lại tới nơi hẻo lánh này. Không nói thật, xem ra là muốn ăn nhiều chút vị đắng. Đừng, Mã Phu vội nói, chúng ta làm như vậy, cũng là phụng lệnh thượng tuyến làm việc. Thượng tuyến bàn giao, sau khi tìm các ngươi hỏi rõ tình huống, thì giải quyết các ngươi, muốn lặng yên không một tiếng động, không thể để người phát hiện, vì vậy mới mang các ngươi đến đây. Đám người giả vô quần nhất thời giật mình, lại muốn giết bọn hắn. Nguyên Tòng trầm giọng nói, giết chúng ta, ngươi không phải nói chỉ vì nắm giữ tình huống mà tới sao. Nhìn dáng vẻ của các ngươi, lén lén lút lút, cũng không giống như người phiêu miểu các. Gián điệp của phiêu miểu các vì che giấu thân phận, phòng ngừa bị người tìm hiểu nguồn gốc, không phải bất đắc dĩ sẽ không bại lộ thân phận, Ngang nhiên tìm người trong cuộc hỏi tình huống, các ngươi làm như vậy đã trái quy tắc. Bây giờ lại còn muốn giết chúng ta, này là trực tiếp nhúng tay quấy rầy trật tự thiên hạ, thượng tuyến của ngươi chán sống sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Mã Phu vội vàng nói, "Sau khi chúng ta nhận được chỉ lệnh, biết không thích hợp, cũng không muốn như vậy, nhưng phía trên lên tiếng, chúng ta không thể không theo." Nguyên Tòng, thượng tuyến của các ngươi là ai?" Mã Phu vừa định mở miệng, người bị đánh gãy cột sống khàn khàn nói không thể nói nói ra người ta sẽ không còn giá trị lợi dụng mã phu cảnh giác lập tức ngậm miệng nguyên tòng đột nhiên nhấc chân đá một cái người trên đất bay ra ngoài đánh vào vách đá nửa cái đầu va sẹp, óc vỡ toang rơi xuống đất co giật mấy lần thì không còn động tính giả vô quần và ngụy đa giật này cả mình dám giết người phiêu miểu các nguyên tòng mắt lạnh nhìn mã phu cho rằng không nói ta liền không dám giết sao mã phu cười thảm nói ta chỉ có thể nói như vậy một khi nói ra thượng tuyến Ngươi sẽ không cần ta, sẽ lập tức giết ta, ta nói ra cũng sẽ chết. Nếu như ngươi muốn truy tra thượng tuyến diệt khẩu, thì lưu ta một mạng. Bằng không, phía trên biết chúng ta đến tìm ngươi, nhưng không thấy chúng ta trở về, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, lực lượng của Phiêu Miểu Các không phải các ngươi có thể ngăn cản. Nguyên Tòng đã bị nhìn chằm chằm, không nói cũng được, thấy hắn lại muốn hạ sát thủ, Giả Vô Quần vội vã phất tay, ra hiệu không thể giết. Nguyên Tòng quay đầu nhìn, Giả Vô Quần bước nhanh đi tới phía sau hắn ngón tay ở sau lưng hắn viết không thể giết lưu một người sống nguyên tòng tiên sinh xin lỗi lần này không thể nghe ngươi thấy chân dung của ta hắn nhất định phải chết tay giả vô quần viết nhanh đã biết hành vi của đối phương không hợp quy củ của phiêu miểu các nên biết sự tình có kỳ lạ lưu hắn một mạng tình thế có lẽ còn có chuyển cơ nguyên tòng hơi trầm mặc bỗng quay đầu lại nói ngụy đa lập tức đưa tin báo cho phía trên biết tình huống hỏi quyết định như thế nào Ngụy Đa Hải hùng khiếp phía nói, đi ra vội vàng, Kim xí đưa tin còn ở trong nhà, chúng ta còn có thể trở về vận dụng sao? Hiện tại hắn lo lắng hơn là, hắn cuốn vào trong sự tình giết nhân viên phiêu miểu các, không biết có thể liên lụy Thượng Thanh Tông hay không. Mã Phu vội vàng hô, có thể có thể có thể, sẽ không có vấn đề gì, lần này chấp hành nhiệm vụ chỉ có hai chúng ta. Nhìn thấy hy vọng sống sót, vì cầu sinh chủ động phối hợp. Nguyên Tòng lạnh lùng nhìn chằm chằm, Mã Phu lại vội nói, ta ở trên tay các ngươi, nếu có một câu hư ngôn, ta cũng không sống nổi. Giả vô quần ở sau lưng Nguyên Tòng viết xuống, hẳn là khả thi. Nguyên Tòng trầm mặc, cầm lấy vai mã phu điểm mấy cái, mã phu mắt trợn trắng lên, muốn ngã xuống, Nguyên Tòng kéo lấy, bới y phục đối phương ra, cởi trang phục phiêu miểu cắt xuống, sau đó mới buông tay để người ngã xuống đất. Lại lắc mình đến bên thi thể tìm tòi, tìm ra lệnh bài lúc trước ra khỏi thành, một màn sau đó lại có chút máu tanh. Nguyên Tòng tung thi thể lên, hai tay phát lực, ầm. Cả bộ thi thể kể cả siêm y hóa thành cho bụi, xương máu bồng bềnh. Từ trong huyết vụ đi đến, nguyên tòng sách mã phu lên, một tay kéo giả vô quần nói. Đi, nói xong lắc mình rời đi, Ngụy Đa đuổi theo, trở lại chỗ cũ, xe ngựa vẫn còn. Lúc mấy người lên xe, Ngụy Đa thử hỏi Nguyên Tòng. Trước đó pháp lực bị phong ấn, ngài là làm sao tránh được? Chờ ngươi đến tu vi cảnh giới như ta, tự nhiên sẽ minh bạch. Nguyên Tòng qua loa, không muốn nói thêm sự tình này, tiện tay đẩy giả vô quần vào xe ngựa, lại sách theo mã phu chui vào. chương 1828, Ma Điển 1 Ngụy Đa chỉ có thể lâm thời làm mã phu, dẫn ngựa rời đi, để giảm bớt gánh nặng cho ngựa khi đi trên sơn đảo, cũng chỉ có thể phát lực lôi kéo một chút. Đợi xe ngựa lên quan đạo Ngụy Đa mới ngồi trên càng xe, phung roi đánh một cái, xe ngựa lập tức lăn bánh thẳng đến Kinh Thành. Trong thùng xe, giả vô quần lại đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng, người không phải giản sơn nguyệt, người là người phương nào. Trước đó, bên Nam Châu đưa tin, đệ tử Bình Hưu đi mời Giản Sơn Nguyệt làm hộ pháp sư theo hắn, tử Bình Hưu phối hợp, kết quả Giản Sơn Nguyệt cự tuyệt, ai biết sau đó lại bốc lên một người tự xưng là Giản Sơn Nguyệt, lúc đó liền cảm thấy kỳ quái, vào ngay hôm nay mới biết căn bản không phải Giản Sơn Nguyệt, cũng không biết bên Nam Châu làm cái quỷ gì. Nguyên Tòng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là có thể bảo hộ người an toàn, có chút sự tình không cần biết rõ ràng như vậy, không phải là sự tình ngươi nên biết. Giả vô quần, người dám hạ sát thủ với người phiêu miểu các, có biết hậu quả hay không? Có thể sẽ liên lụy Nam Châu, Nguyên Tòng, có chút sự tình người đã cuốn vào, sợ cũng vô dụng. Ta không thể nói, người cũng không nên hỏi. Giả vô quần suy tư, chậm rãi thả tay xuống. Lệnh bài xuất hành vẫn hữu dụng, xe ngựa vào thành thông suốt, trực tiếp phản hồi tiểu viện lúc trước. Lợi dụng xe ngựa che chắn, cấp tốc đưa mã phu vào trong sân, xe ngựa thì chốt ở bên ngoài. Ba người trở về, theo nguyên tòng phân phó, Ngụy Đa chuẩn bị đi gửi tin tức, nhưng lại phát hiện ngoài lồng nhiều hơn một con kim xí, có tin tức đến. Ngụy Đa lập tức giải mã mật thư, sau đó mang về phòng. Giả vô quần lấy thư nhìn xem, phát hiện là kinh thành tấn quốc truyền đến tin tức, nhìn kỹ nội dung, không khỏi choáng váng, sau đó chậm rãi đưa thư cho nguyên tòng xem. Nguyên tòng xem xong kinh ngạc, ngươi không phải nói đám đại thần tấn quốc kia sẽ cắn chết không thả sao. Giả vô quần cười khổ, đi tới phía sau hắn viết, chúng ta đánh giá thấp thiệu, lực lượng tấn quốc cũng không thể kiềm chế hắn, từ các loại dấu hiệu đến xem, sau khi hắn trở về kinh lao thẳng tới mục tiêu, này không đơn giản như vậy, bên cạnh hắn hẳn còn có một thế lực khác hiệp trợ. Có thể tách ra lực lượng tấn quốc giám thị, ta nghĩ ta đã biết vì sao người phiêu miểu các lại tới tìm chúng ta rồi. Nguyên tòng cả kinh, ngươi lại ý nói, thế lực phiêu miểu các hiệp trợ thiệu bình ba. Giả vô quần, ta không dám xác định, nhưng hẳn là thế, như vậy mới có thể giải thích vì sao người phiêu miểu các tìm tới chúng ta, đặc biệt là nội dung đối phương vặn hỏi, hiện tại xem ra chính là giúp Thiệu Bình Ba tìm hiểu tình huống. Không chỉ chúng ta đánh giá thấp, Nam Châu cũng đánh giá thấp, hẳn là còn không biết, bằng không đã nhắc nhở. Sắc mặt nguyên tòng nghiêm nghị, có cảm giác gió nổi mây vần A. À. Giả vô quần, bên tấn kinh thất thủ, bên tề kinh cũng không có tất yếu động thủ. Tình huống không rõ, cũng không thể manh động, lập tức đưa tin báo cho Nam Châu. Mặt khác, chúng ta cũng phải tìm địa phương trốn đi, không làm rõ tình huống không thể lại lộ diện, địch trong tối ta ngoài sáng, nên nghĩ biện pháp trước tiên thoát khỏi tất cả theo dõi, mau chóng thoát thân, bằng không quá bị động. Được, Nguyên Tòng gật đầu, lập tức bàn giao Ngụy Đa chấp hành. Ngụy Đa vội vã biên soạn tình huống, thả kim xí, sau đó lập tức liên hệ mật thám của Tống Quốc ở Tề Kinh. Sở dĩ có liên hệ này là bởi vì phi cầm cỡ lớn của mọi người giao cho đối phương trông giữ, hiện tại phải để đối phương đưa đến địa điểm chỉ định sau khi làm thỏa đáng tất cả sự tình ngụy đa trở về bên này lập tức đưa mã phu vào xe ngựa mấy người lên xe vội vã rời đi trực tiếp ra kinh thành đến địa điểm ước định cưỡi phi cầm cỡ lớn rời đi xe ngựa thì đưa cho mật thám tống quốc tiêu hủy yêu ma lính nghiêu hữu đạo và vân cơ từ trong thiên đô khách điếm đi ra tản bộ ở trong thành nghiêu hữu đạo và vân cơ đều dịch dung thậm chí vân cơ giả thành nam nhân lúc ra vào khách sạn bị một đám tán tu vây lên là quen mắt cỡ nào làm tinh thần của Ngưu Hữu Đạo có chút hoảng hốt. Không phản ứng những tán tu kia, tiếp tục tiến lên, Vân Cơ hỏi. Có tâm sự, Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, nhớ tới, còn có một sự tình chưa làm. Vân Cơ hỏi, chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, Vân Cơ không hỏi nữa, ở cùng nhau một đoạn thời gian, cũng như quản phương nghi, hỏi không trả lời thì không cần hỏi nữa, hỏi cũng sẽ không có đáp án. Kỳ thực lần này quản phương nghi là muốn đồng thời đến, nhưng Ngưu Hữu Đạo không chịu, chọc quản phương nghi hơi có chút không cao hứng, như hữu đạo không mang theo nàng tự nhiên có nguyên nhân. bây giờ quản phương nghi là nhân vật dẫn đầu ở bề ngoài của thảo lưu biệt việt, tùy tiện biến mất có chút đáng chú ý, mà vân cơ thì không giống, nhất quán điệu thấp, có một đoạn thời gian không gặp cũng không sao cả. đi dạo trong yêu ma lĩnh một lúc, hai người tiến vào một cửa hàng, cửa hàng của lưu tiên tông. thăm cửa hàng là giả, lấy đồ vật là thật. trước quầy đánh ra ám hiệu, trưởng quỹ cũng không nhiều lời, đưa cho một viên thuốc phong kín. Ngưu Hữu Đạo cầm đồ vật rời đi, trưởng quỹ không biết chuyện gì xảy ra, không biết thân phận của đối phương, cũng không hỏi thăm, nói chung là tuân pháp chỉ hành sự, có người tới đưa đồ vật, lại có người đến lấy đồ vật mà thôi. Hai người lấy được đồ vật ra khỏi thành, ở một địa phương hẻo lánh bóp nát viên thuốc, bên trong có một tờ giấy, mở ra nhìn, là một bản đồ đơn giản. Lấy yêu ma lĩnh làm tọa độ, cẩn thận so sánh một trận, hai người đổi đường rời đi, trốn vào trong núi rừng sâu xa. Hai người đi tới một hạp gốc, ở bên cạnh một dòng sông tìm được một vết nứt trên núi đá. Rơi vào bên ngoài vết nứt, người được bên trong bay ra mùi rượu thơm, như hiếu đạo khẽ mỉm cười, ra hiệu Vân Cơ canh chừng, mình thì chui vào. Vân Cơ tập mãi thành quen, biết người này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, gặp người nào, làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Trong vết nứt là một sơn động, có nước theo vết nước tí tí tách tách, vĩnh viễn nhỏ xuống. Bên ngoài lạnh giá, nhưng nhiệt độ trong động rất ấm áp. Trong động có một con nguyệt điệp dập dờn dưới ánh sáng thăm thẳm là một thạch hoa, bên trong nằm nghiêng một người, chính là Triệu Hùng Ca. Nghiêu Hữu Đạo nhìn quanh, cuối cùng mới lắc mình rơi ở bên cạnh thạch hoa, nhìn con ma men trước mắt. Ánh mắt Triệu Hùng Ca lấp lẽ, nhìn hắn một cái, không biết thân phận người tới, chỉ uống một mình. Đã lâu không gặp, Nghiêu Hữu Đạo khẽ cười nói, vừa nghe được thanh âm này, bầu rượu đưa tới bên mép cứng đờ, tuy nhãn của Triệu Hùng Ca dường như trong nháy mắt tỉnh táo, có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Nghiêu hữu đạo nhấc tay kéo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung, cười híp mắt nhìn đối phương. Biểu cảm của triệu hùng ca nhất thời rất đặc sắc, như phàm nhân thấy quỷ, hai mắt suýt chút nữa lòi ra, luống cuống tay chân bỏ lên, chỉ vào hắn. Ngươi, 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 càng không nói được lời hoàn chỉnh, nghiêu hữu đạo cười ha ha nói, ta như thế nào, uống say sao, ngay cả ta cũng không nhận thức, hắn đang muốn cất bước đến gần, đột nhiên triệu hùng ca nói. Ngươi đừng nhúc nhích, nghiêu hữu đạo sửng sốt. Chỉ thấy Triệu Hùng Ca vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, sau đó nhét bầu rượu lên eo, duỗi hai tay xoa nắn khuôn mặt của Ngưu Hữu Đạo. Bị một nam nhân làm như vậy, Ngưu Hữu Đạo không chịu được, hất tay đối phương ra. "Ngươi từ đâu tới tật xấu này? Ta nói rõ a, à, vốn không định lộ diện gặp ngươi, nhưng có chút sự tình ta không lộ diện sợ là ngươi không chịu nói với Viên Cương. Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết xuyên dĩnh là người của Ô Thường?" Vừa nghe được lời này, Triệu Hùng Ca nhất thời xác nhận, cũng minh bạch cảm giác trước đó thủ đoạn của viên cương không bình thường, cũng kỳ quái vì sao người thảo lưu biệt viện rời từ kim động không theo nghiêu hữu đạo an bài đến yêu ma lĩnh, trái lại ở phủ thành Nam Châu, hẳn là hắn vẫn ở sau lưng tác quái, trường khống cục diện. chương 1829, Ma Điển 2 Tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng, trả trách còn sẽ nghĩ biện pháp giúp Thượng Thanh Tông mưu tính đường lui. Người vẫn còn sống, triệu hùng ca khó có thể tin, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Nghiêu hữu đạo, nghe giống như người ước gì ta chết sớm vậy, ta chết rồi đối với người có chỗ tốt gì sao? Triệu Hùng ca lại cầm bầu rượu lên, thống khoái làm mấy ngụm, khoát tay nói. Ta không phải ý này, chỉ là, ta chiếm được tin tức xác nhận người đã chết ở trong thánh cảnh, cửu thánh còn tự mình nghiệm thi, làm sao có khả năng là giả. Nghiêu hữu đạo, không cần người bận tâm, ta tự có biện pháp ứng đối. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, sao người biết xuyên dĩnh là người của ô thường? thân sắc kinh nghỉ của triệu hùng ca biến mất rất nhanh này không có quan hệ gì tới ngươi nhớ kỹ cẩn thận xuyên dĩnh kia là được nhưu hữu đảo cái gì gọi là không có quan hệ gì tới ta người có biết xuyên dĩnh ở thánh cảnh đi tìm ta biểu hiện rất nhiệt tình ý đồ tiếp cận ta rất rõ ràng bây giờ lại tìm đường nhi sau lưng cái này khẳng định ẩn giấu mục đích gì ta không rõ ràng nhưng ngươi khẳng định biết triệu hùng ca im lặng một hồi từ từ nói sự tình ta biết không có quan hệ gì tới ngươi không nên hỏi nhiều cuốn vào đối với ngươi không có chỗ tốt, này là sự tình giữa ta và ô thường. như hữu đạo vui vẻ, ta nói triệu sư thúc, đến hiện tại, ngươi còn cho rằng ta không có quan hệ gì với ô thường. Ta giả chết chạy ra thánh cảnh, đã là đối nghịch với cửu thánh, đừng nói ô thường, chỉ cần biết ta còn sống, cửu thánh không có ai sẽ bỏ qua cho ta. Ta lập lại lần nữa, ngươi nghe cho kỹ, hiện tại ta đã đối địch với cửu thánh, song phương giao thủ, ta nằm ở thế yếu tuyệt đối, cho nên mới không dám đi ra gặp người bây giờ tay của ô thường đã đưa đến bên cạnh ta, nếu như ta không nắm giữ tình huống mà nói, nếu ta không biết vì sao ô thường làm như vậy, tự ý giúp thượng thanh tông sẽ là hậu quả gì. Một khi phạm sai lầm sẽ hại chết rất nhiều người, người ít nhất phải để ta hiểu rõ chứ, nếu như trong lòng ta không rõ ràng, còn dám đi giúp thượng thanh tông sao. Triệu hùng ca không lên tiếng, chỉ uống rượu, như hữu đạo cũng không vội, chờ đối phương lên tiếng. Một hồi lâu sau, triệu hùng ca mới nói, ô thường tìm một thứ, Nghiêu Hữu Đạo hỏi, thứ gì, triệu hùng ca, bí điển ma giáo, Nghiêu Hữu Đạo hồ nghi, bằng thực lực và tu vi của ô thường bây giờ, từ lâu vượt qua toàn bộ ma giáo, chỉ là bí điển ma giáo đáng giá hắn quan tâm như vậy, hơn nữa quanh co lòng vòng như vậy sao? Triệu hùng ca, ma giáo có một truyền thuyết, ma điển kỳ thực là của Hoàng hậu Ly Ca, vợ của Hoàng đế khai quốc vũ triều thương tụng, trên ma điển có một ít bí thuật Ly Ca ghi chép. Trước khi Ly Ca mất tích, giao ma điển cho một thị nữ tâm phúc bảo quản. Thị nữ kia là tổ sư khai sơn của ma giáo, cũng là ma giáo đệ nhất thánh nữ, sau này ma điển do các đời thánh nữ bảo quản. Sau khi quyền thế của Ô Thường vượt lên toàn bộ ma giáo, muốn phá hoại quy tắc ma điển do thánh nữ bảo quản, muốn lấy đến nghiên cứu bí mật trong đó. Nhưng thánh nữ đời trước chết rồi, ma điển liền mất tích. Bởi vì quan hệ của ta và thánh nữ, Ô Thường vẫn hoài nghi ta biết tung tích của ma điển. Vì vậy Ô Thường ở trên người ta hạ không ít công phu, nhưng không thể tìm được tung tích của ma điển có lẽ là sợ lộng chết ta rồi, sẽ không cách nào biết được tung tích của ma điển, nên không dám làm quá mức với ta, mới thả ta một con ngựa. Trước trước sau sau, ô thường sử dụng qua quá nhiều biện pháp ở trên người ta, đùa hết các loại tâm cơ. Xuyên dĩnh tiếp xúc đường nhi, người bên kia đột nhiên truyền tin tức nội dung bọn hắn nói chuyện, sau đó lại báo nói người căn bản không có bản giao xuyên dĩnh, thêm vào thân phận ra vào thánh cảnh của hắn, ta lập tức đoán được là âm mưu của ô thường. Ngươi mới vừa nói xuyên dĩnh ở thánh cảnh tiếp cận ngươi, ta càng ngày càng có thể xác nhận. Mặc kệ là trước tiếp cận ngươi, hay hiện tại tiếp cận đường nghi, e rằng đều bởi vì nhìn ra ta quan tâm Thượng Thanh Tông, muốn lấy Thượng Thanh Tông làm chỗ đột phá. Ai, năm đó Thượng Thanh Tông suýt chút nữa tao ngộ tai ương ngập đầu, có lẽ ta không nên ra mặt chiếu cố, tiếp tục giữ một khoảng cách mà nói, có lẽ hắn sẽ không nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông. Năm đó ra mặt, đối với Thượng Thanh Tông mà nói, cũng không biết là hỏa hay phúc, chỉ có thể bảo đảm nhất thời. Nguyên lai like là như vậy nghiêu hữu đạo suy tư gật đầu nói vậy mà là ly ca lưu lại nếu như truyền đi sợ là cửu thánh sẽ đánh vỡ đầu triệu hùng ca liếc chéo ngươi muốn hại chết ta thì tiết lộ ra ngoài nhưng ngươi đừng quên ta biết ngươi còn sống nghiêu hữu đạo cười ha ha nói được rồi chúng ta cũng đừng uy hiếp nhau đúng rồi mà điển kia có ở trên tay ngươi hay không triệu hùng ca không có ta không phải người ma giáo mà điển làm sao có khả năng ở trên tay ta nghiêu hữu đạo cười nói bớt nói nhảm đi, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng ta rất rõ ràng, mà điển chắc chắn ở trên tay ngươi. Triệu Hùng ca, ngươi thích đoán mò, cứ tùy tiện, như hữu đạo, ta đoán mò, ta hỏi ngươi, trên mặt quận chúa là chuyện gì xảy ra? Triệu Hùng ca, bí thuật ma giáo gây nên, như hữu đạo, bí thuật ma giáo cái rắm, ta xem là bí thuật trên ma điển đi, thật là bí thuật ma giáo bình thường, bằng thanh danh của thương thuộc thanh. Ma giáo vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra, có thể giấu giếm được người ma giáo có thể giấu giếm được ô thường sao còn có cách luyện chế nhà tướng là chuyện gì xảy ra con mẹ nó ngay cả ô thường cũng không biết kẽ hở vậy mà ngươi biết làm sao phá giải ngươi lừa gạt quỷ sao mặc kệ hắn nói như thế nào triệu hùng ca hiển nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận chậm rãi nói đó chỉ là ta nghe nói đến tột cùng có thể phá giải hay không ta cũng không thể xác nhận nghiêu hữu đạo vui vẻ tay áo vung lên tay cầm một vật Nhìn xem, chỉ thấy là một tảng đá hình tròn, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, Triệu Hùng ca hồ nghi nói. Cái gì đấy, giang giác, như hữu đạo bóp nát, tảng đá vỡ vụn, một vật hình trái tim lấp lóe hồng quang xuất hiện, làm vị trí của hai người bị hồng quang bao phủ, vật này còn bay bổng ra một mùi hương thấm vào lòng người. Triệu Hùng ca ngạc nhiên, cái gì thế, vẫn không biết là đồ vật gì, người thật không có kiến thức, như hữu đạo tiện tay ném tới. Ta từ trong thánh cảnh trộm ra, cẩn thận nhìn đi. Triệu Hùng ca tiếp được, lật xem, lặp đi lặp lại ngửi, ánh mắt rơi vào cuống quả, bỗng nhiên hai mắt trợn to. Này, này lẽ nào là trong vô lượng viên? Ngưu Hữu Đạo châm chọc nói, cũng may người biết phương pháp phá giải nha tướng, bằng không thật không thể hạ thủ được. Triệu Hùng ca im lặng, cũng không nghe nói vô lượng viên mất trộm, thêm nữa Ngưu Hữu Đạo giả chết thoát thân, hắn còn tưởng Ngưu Hữu Đạo còn chưa thành công sử dụng phương pháp phá giải, vì vậy chống chế, không nghĩ tới đã đắc thủ, trước chết không thừa nhận tựa hồ là biến mắt trộm chuông. Bất quá này đã không trọng yếu, đối mặt loại đồ vật này, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Lúc phiên cương liên hệ ta, ta đã đoán được ngươi đánh chủ ý vô lượng quả, còn thật để ngươi trộm được. Nhưng nếu vô lượng viên bị mất trộm, nào có thể rõ yên sóng lặng như vậy? Ngưu hữu đạo, có thể để cửu thánh phát hiện sao? Nếu như bị bọn hắn phát hiện, thánh cảnh sẽ đóng kín, ta còn ra được sao? Đồ vật trên cây đã bị ta đánh cháo, chỉ cần trong lúc nhất thời không phát hiện, ta đoán chừng trong một quãng thời gian rất dài sẽ không dễ dàng lòi đuôi. Triệu Hùng ca lật xem đồ vật trong tay, khó có thể tin nói. Đánh cháo, đồ vật dễ thấy như vậy mọc ở trên cây có thể đánh cháo sao? Nghiêu hữu đạo, tài mọn, không đáng nhắc tới. Hiện tại ma điển ở trên tay ngươi, ngươi tổng chống chế không qua được chứ. chương 1830, Đại tướng quân lệnh. Triệu Hùng ca lập tức cảnh giác, không có, Nghiêu hữu đạo nha một tiếng. Ta nói triệu sư thúc, Ngươi làm người có chút không chân chính a. À. Chết không thừa nhận có ý tứ sao? Triệu Hùng ca nhìn vật trong tay, nếu đồ vật này thật dễ trộm như vậy mà nói, còn có thể đến phiên ngươi. Còn nữa, ngươi lại có thể từ trong thánh cảnh trốn ra, nếu nói không có người trong thánh cảnh phối hợp, ngươi tin tưởng sao? Các loại dấu hiệu biểu hiện, ngươi không hẳn không phải người của Ô Thường phái tới. Ta, như Hữu đạo chỉ lỗ mũi mình, ngươi còn thật dám nghĩ, ngươi hoài nghi ta là người của Ô Thường. Triệu Hùng ca vậy ngươi quan tâm ma điển như vậy làm gì? Ta, Ngưu Hữu Đạo có chút giở khóc giở cười, theo thuyết pháp của đối phương, ô thường dùng hết tâm tư, bản thân thật có hiểm nghi, khoát tay nói. Được rồi, ta cũng không muốn ma điển gì, ta chỉ hỏi ma điển có ở trên tay ngươi hay không? Triệu Hùng ca cắn chết, không có, Ngưu Hữu Đạo, không có cái rắm trong ma điển đến tột cùng ghi chép cái gì, ta hoàn toàn không biết, ta cũng không tin ma điển này có thể thay đổi cái gì, bằng không ở trên tay ngươi nhiều năm, Ngươi cũng không đến nỗi không khắc chế được ô thường, cho nên ta đối với ma điển một chút hứng thú cũng không có. Ta hỏi ma điển có ở trên tay ngươi hay không, là bởi vì nếu như có, ngươi không thể chưa từng xem. Ta chỉ là muốn lĩnh giáo, khuôn mặt thương thục thanh làm sao hóa giải. Triệu Hùng ca nghi ngờ nói, cái này đối với ngươi mà nói, trọng yếu sao, trọng yếu sao, như hữu đạo buồn cười, nói thật, đối với hắn mà nói thật không thể nói trọng yếu gì, để tay lên ngực tự hỏi, thương thục thanh lớn lên dáng vẻ như vậy, hắn thật hơi chướng mắt, nhưng coi như đẹp hơn nữa lại thế nào. Bằng thân phận địa vị của hắn bây giờ còn tìm không ra nữ nhân đẹp đẽ sao. Thêm chốt là, hắn đối với thương thục thanh không có một chút cảm giác tình yêu nam nữ. Nhưng kỳ quái là, luôn cảm thấy thiếu thương thục thanh cái gì, có lẽ là bởi vì hầu hạ mình nhiều năm a. À. Cộng thêm bởi vì mình làm thương thục thanh trung thân không gả, bây giờ thương thục thanh không có chuyện gì còn đi y quan trùng ngồi thẫn thờ, làm hắn có chút phiền muộn. Đề tài dây dưa ở trên ma điển, là vì Triệu Hùng ca thổ lộ sự tình ma điển, hắn muốn giúp Thương Thục Thanh giải quyết đi phiền phức kia, để Thương Thục Thanh sớm cưới chồng cho tự tại, bản thân cũng bớt lo, bằng không hắn sẽ rất phiền não. Sự tình này hắn cũng giải thích không rõ ràng, không nhịn được khoát tay áo nói. Có trọng yếu hay không không liên quan tới ngươi, ta chỉ cầu phương pháp phá giải quỷ thuật. Ây, cầm cái này cho ngươi, ngươi không chịu thiệt chứ. Chỉ chỉ vô lượng quả trên tay đối phương, triệu hùng ca nhìn trái cây trên tay, sau đó không chút do dự tiện tay ném trở về nghiêu hữu đạo tiếp được ngay cả cái này cũng không muốn lúc nào vô lượng quả biến thành không đáng giá như thế ngạc nhiên nói có ý gì ta nói triệu hùng ca gọi ngươi một tiếng sư thúc là nể mặt ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ ta mặc kệ ma điển có ở trên tay ngươi hay không ta cũng không tìm ngươi đòi hỏi ma điển ta không có hứng thú với đồ vật kia ta nói rồi ta chỉ cần phương pháp phá giải mặt quỷ mà thôi này cũng không được sao triệu hùng ca lắc đầu nhìn chằm chằm vô lượng quả nói ta đột phá đến nguyên anh cảnh là đối thủ của cửu thánh sao không phải ta không muốn mà là ô thường nhìn ta rất chặt hiện tại ta vẫn chưa thể dùng đồ vật này một khi bị ô thường phát hiện tu vi của ta đột phá đến nguyên anh cảnh sẽ liên lụy rất nhiều người thượng thanh công càng là chạy trời không khỏi nắng có thể để xuyên dĩnh tiếp xúc ngươi nói rõ hắn biết quan hệ của hai ta ta đột nhiên đột phá chỉ sợ ngươi cũng không giấu được nghiêu hữu đạo choáng váng chợt có chút bội phú con sâu rượu này, từ khi đưa ra vô lượng quả, bất kể là cung lâm sách hay trung cốc tử đều khó mà chống cự dụ hoặc, đều sẽ cảm thấy mạo hiểm lại lớn cũng đáng giá, chỉ có người này không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại dường như hắn có chút minh bạch vì sao vị này có thể gánh vác được thủ đoạn của ô thường. Đồ vật này, người giữ lại dùng đi, người càng cần hơn ta. Triệu hùng ca chỉ xuống vô lượng quả trong tay hắn, như hữu đạo buông tiếng thở dài. Trên cây 12 quả đều bị ta hái, ta cũng không thiếu, lại tiện tay ném trái cây trở về. Triệu Hùng ca ngạc nhiên, 12 quả đều bị ngươi đánh cháo. Hắn thực không cách nào tưởng tượng là làm sao làm được. Nghiêu hữu đạo gật đầu, không có biện pháp của ngươi, cũng không chiếm được vật này, ngươi xuất lực, đồ vật này có một phần của ngươi. Còn ngươi xử lý như thế nào, kia là sự tình của ngươi, ta kiến nghị ngươi giấu kỹ, chờ ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng, lại dùng cũng không muộn. Triệu Hùng ca cũng nở nụ cười, nói một cách chính xác, là trong nội tâm thưởng thức nghiêu hữu đạo, đây chính là vô lượng quả không phải đồ vật bình thường nhưng nói đưa liền đưa như vậy hắn từ bên hông móc ra một mảnh vải gói kỹ vô lượng quả lại nhét vào trong tay nải sau đó nói mặt quỷ ta không phá giải được trừ thương thục thanh sợ là người khác khó có thể giúp nàng phá giải như hữu đạo hỏi có ý gì triệu hùng ca mặt quỷ kỳ thực là một đạo bùa chú một đạo âm phù như hữu đạo âm phù không hiểu triệu hùng ca mặt quỷ là thuyết pháp của ta với ngươi ở trên ma điển ghi chép tên gọi là Đại tướng quân lệnh. Như hữu đạo hồ nghi, vẫn không hiểu, triệu hùng ca, nói trắng ra, kỳ thực mặt quỷ là một binh phù. Như hữu đạo kinh nghi bất định nói, âm phù, binh phù, lẽ nào là binh phù điều động âm binh, triệu hùng ca gật đầu, hẳn là như vậy, như hữu đạo không hiểu nói, ta nói triệu hùng ca, người nói cho rõ ràng, cái gì gọi là hẳn là như vậy. Có phải như vậy hay không, người không rõ ràng sao? Triệu hùng ca, nói có thể điều động tất cả âm hồn của thế gian thì hơi quá nhưng điều động âm hồn bản thân tự mình luyện chế thì không có vấn đề bởi vì tín nhiệm sư phó người đông quách hạo nhiên năm đó ta say rượu trong lúc vô ý nói lỡ miệng kết quả không chịu nổi sư phó người khổ sở cầu xin ta nói cho hắn cách luyện chế nha tướng mặt quỷ cũng chính là binh phù binh phù hiệu lệnh nha tướng nghiêu hữu đạo kinh ngạc đông quách hạo nhiên biết phương pháp luyện chế nha tướng triệu hùng ca yên lặng gật đầu ô thường luyện chế nha tướng điều khiển nha tướng như vậy cũng là vì có binh phù huống hồ cách luyện chế nha tướng của hắn vốn không hoàn chỉnh thánh nữ mấy đời trước của ma giáo bởi vì tình thế cần thiết cải tạo cách luyện chế sau đó luyện chế ra một chút nha tướng thủ vệ ô thường nắm giữ là phương pháp này cũng không phải cách luyện chế nha tướng chân chính cái gì gọi là binh phù có thể sai phái thiên quân vạn mã mới có thể tính toán là binh phù chân chính thủ đoạn của ô thường còn kém xa lắm người tay cầm binh phù đại tướng quân lệnh như đại tướng quân đích thân tới, ở dưới hiệu lệnh, thiên quân vạn mã, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ, mới là binh phù chân chính. Sắc mặt của Ngưu Hữu Đạo co giật, cũng chính là nói, thương thuộc thanh tay cầm binh phù điều động thiên quân vạn mã âm binh. Triệu Hùng ca, đại khái là thế, Ngưu Hữu Đạo, ngươi không uống say chứ? Loại sự tình này có thể nói loạn sao? Ngươi dám nói với ta đại khái là thế, coi như ngươi nói thật, ta cũng không rõ ràng, theo ta được biết năm đó Ninh Vương Thương Kiến Bá có ba nhi tử, cái nào cũng lớn tuổi hơn Thương Thục Thanh, sao hắn sẽ giao loại binh phù này cho một nữ nhi còn nhỏ. Triệu Hùng ca, nghe có chút không hợp lý, nhưng kỳ thực rất hợp lý, loại sự tình này không dám để lộ nửa điểm phong thanh, mấy nhi tử của Thương Kiến Bá đều lớn rồi, đột nhiên biến thành mặt quỷ có thể chọc người hoài nghi hay không. Người không biết bí mật luyện chế binh phù, cho nên không thể lý giải, nhưng ta rõ ràng, người thường thường ra chiến trường đối mặt sinh tử, nắm giữ loại binh phù này đích xác là không thích hợp, không có ai càng thích hợp hơn một nữ nhi còn nhỏ tuổi. chương 1831, tà vật, người phải biết ly ca lưu lại ma điển vốn là nữ nhân, dương khí của nam tử quá nặng, lấy tinh huyết của người có dương khí quá nặng không thích hợp luyện chế âm hồn, tinh huyết của nữ tử trái lại càng thích hợp. Khi ta nghe nói thương thục thanh bởi vì đông quách hạo nhiên chữa bệnh mà biến thành một gương mặt quỷ, ta liền biết, bọn hắn đã khởi động cách luyện chế binh phù đại tướng quân lệnh. Nghiêu hữu đạo, luyện chế vật này cần lấy tinh huyết của thương thục thanh. Triệu Hùng ca biết hắn hoài nghi cái gì, người cả nghĩ quá rồi, luyện chế lại nhiều nha tướng cũng không cần lấy quá nhiều tinh huyết, chỉ cần lấy châm dính máu đâm vào thiên linh cái của người bị luyện thành nha tướng. Mục đích chỉ là để nha tướng nhận chủ mà thôi, một khi nhận chủ, đại tướng quân ở đâu, nha tướng ở đó, nếu như đại tướng quân bỏ mình, chúng cũng sẽ rời đi theo, trung thành cống hiến, đồng thời hồn quy u minh. Binh phù không còn, người phương nào còn có thể hiệu lệnh cũng chính là nói, một khi thương Thục thanh chết, những nhà tướng kia cũng không tồn ở thế gian, hai người đã là tinh lực tương thông. Mà binh phù kia đã cùng thương Thục thanh huyết mạch liên kết, cùng tính mạng liên kết, nếu như cường hành chóc ra, thương Thục thanh cũng không sống nổi. Này chính là nguyên nhân ta nói ta cũng không phá giải được, nhất định phải là thương Thục thanh, tất cả phải thuận theo tự nhiên. Sắc mặt nghiêu hữu đạo nghiêm nghị, cũng chính là nói, mười vạn nha tướng kia đích xác tồn tại. Triệu Hùng ca, Mặt quỷ xuất hiện ở trên mặt thương thuộc thanh, nhà tướng khẳng định tồn tại, còn có tới 10 vạn hay không, ta cũng không biết được. Nhưng căn cứ tình huống lúc đó, có thể tưởng tượng, năm đó đông quách sư huynh thường thường theo đại quân Ninh Vương xuất trinh, mục đích hẳn là vì thu thập âm hồn của người chết trận. Năm đó Ninh Vương, xuất lĩnh quân yên đánh đông dẹp Tây, tướng sĩ chết trận đâu chỉ là 10 vạn. Muốn luyện chế nhà tướng trung thành cống hiến cho thương thuộc thanh, nhất định phải là tướng sĩ chung với thương thị, nếu là tướng sĩ phe địch, khó có thể làm bạn, sẽ sinh ra xung đột. Nếu thật có 10 vạn nha tướng mà nói, kia chính là 10 vạn trung hồn. Ai, 10 vạn anh linh chết không được yên giấc, tạo nghiệt a. À. Ngưu Hữu Đạo, ngay cả ngươi cũng không biết số lượng bao nhiêu, nói như thế, ngươi chỉ truyền thụ cách luyện chế mà chưa tham dự luyện chế. Triệu Hùng Ca lắc đầu, ta bị Ô Thường nhìn chằm chằm, mà đông quách sư huynh thì thành thạo cách luyện chế, ngươi cảm thấy ta có khả năng thường thường chạy tới chỗ Ninh Vương sao? Ngưu Hữu Đạo, nếu thật có 10 vạn nha tướng vì sao thương chiêu tông không dùng triệu hùng ca sự tình này tất nhiên là cơ mật đến cực điểm có thể khẳng định những nha tướng kia còn đang say rất nồng binh phù còn đó thương thục thanh còn chưa vận dụng binh phù làm chúng tỉnh lại một khi tỉnh lại mặt quỷ của thương thục thanh tự nhiên sẽ biến mất từ âm hồn phổ thông biến thành nha tướng năng trinh thiện chiến là cần quá trình lắng động cần năm tháng hấp thu âm khí chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể lột xác thành công mới xem như chân chính luyện thành lại nói Người cho rằng 10 vạn nha tướng là cái gì? Một khi kinh động cửu thánh, bằng thực lực của cửu thánh là có thể càn quét 10 vạn nha tướng. Cửu thánh không đổ, coi như có 10 vạn nha tướng, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể dễ dàng dùng. Ta nghĩ đám người Ninh Vương chỉ là làm chuẩn bị, một khi thiên hạ có biến, có cơ hội thích hợp mới sẽ vận dụng, bằng không là tự tìm phiền phức. Đoán chừng bản thân Ninh Vương cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp kiếp nạn kia, cơ mật như vậy, có ba nhi tử năm đó không hẳn sẽ giao cho tiểu nhi tử thương chiêu tông. Nghiêu hữu đạo hồ nghi, coi như thương chiêu tông không biết, lẽ nào thương thục thanh cũng không biết. Ta và thương thục thanh ở chung nhiều năm, ta xem nàng tựa hồ cũng không biết chuyện. Triệu hùng ca lắc đầu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng cơ mật như vậy, Ninh Vương sẽ không qua loa, tất có phương pháp ứng đối. Nghiêu hữu đạo, nếu như 10 vạn nha tướng thật tồn tại, sẽ ở nơi nào? Triệu hùng ca, tất ở địa phương tụ âm, mới có thể cung cấp đầy đủ âm khí cho nha tướng hấp thu năng lượng. Còn cụ thể ở nơi nào, ta không biết, nhưng thương thục thanh hẳn có thể tìm ra. Nghiêu hữu đạo, ngươi ý là nói, thương thục thanh vẫn giấu ta. Triệu hùng ca không nhịn được trên dưới đánh giá hắn một thoáng. Bằng tính cách của ngươi, ở cùng nàng nhiều năm như vậy, nàng có thể giấu được ngươi sao? Không hẳn là giấu ngươi, có lẽ nàng còn không biết, nhưng luôn có một ngày nàng sẽ biết, nàng và nha tướng có tinh lực liên kết, một khi những nha tướng ngủ say kia tụ tập đủ năng lượng, nàng có thể cảm ứng được. Nghiêu hữu đạo, cũng chính là nói, phải chờ tới năng lượng của nha tướng đủ cường đại, mới có thể bắt đầu dùng. Thật như vậy mà nói, khi nào những nha tướng kia mới có thể đủ mạnh. Triệu Hùng ca trần chờ nói, cái này thì khó xác định, phải căn cứ địa phương nha tướng ngủ say đến quyết định, ta không biết ở chỗ nào, nên không cách nào phán đoán. Nghiêu hữu đạo, như vậy một khi thiên hạ có biến, cần sớm tỉnh lại những nha tướng kia, nhưng không tìm được địa phương, chẳng phải bỏ mất cơ hội tốt. Ninh Vương chinh chiến xa trường nhiều năm, chính là người bày mưu ngư nghĩ kế, sẽ không làm tuyệt như thế, lúc đó tình huống của hắn lại ở trong sóng gió, sự tình trọng đại như vậy, sao có khả năng không lưu hậu thủ. Người nói như vậy, dường như cũng có chút đạo lý. Triệu Hùng ca im lặng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo. Lẽ nào, Ngưu Hữu Đạo biết hắn nghĩ giống như mình, vuốt cầm nói. Ninh Vương thương kiến bá khẳng định có bàn giao, Thương Thục Thanh cũng biết chút gì, hoặc là nàng cố ý ẩn giấu ta, hoặc là Ninh Vương nói nhưng không có nói rõ. Triệu Hùng ca chậm rãi gật đầu, bởi vì sự tình trọng đại, Ninh Vương không tiện nói rõ, nàng biết nhưng vẫn chưa hay biết gì. Thay đổi người ta, rất có khả năng cũng làm như vậy. Xem ra ngươi nên tìm Thương Thục Thanh nói chuyện, xem có thể để nàng nhớ ra chút gì hay không. Ngưu Hữu đạo lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy hiện tại ta thích hợp tìm nàng nói chuyện sao? Ta không sao cả triệu hùng ca còn không rõ lắm chuyện gì xảy ra dáng vẻ không đáng kể bất quá sau đó lại thở dài ai ninh vương là buộc chặt tính mạng của nữ nhi và những nha tướng kia a à? Ngưu hữu đạo nói như thế nào triệu hùng ca huyết mạch liên kết sự tình là tương đối thương thục thanh chết nhà tướng rời đi theo nhưng nếu như nhà tướng ở trong ngủ mê bị người giết mà nói đại tướng quân sao có thể thờ ơ không động lòng thương thục thanh ắt gặp binh phù phản phệ ai cũng không cứu được nàng Nghiêu hữu đạo cả kinh, đây chẳng phải là nói, nhà tướng tỉnh lại đi ra chinh chiến, thương thục thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Triệu hùng ca xua tay, không phải như người nghĩ, ta nói là nhà tướng trong ngủ mê. Một khi thương thục thanh tỉnh lại nhà tướng, mặt quỷ sẽ biến mất, tự nhiên không tồn tại phản vệ, nhà tướng chết sống không uy hiếp được nàng, hơn nữa nàng ra lệnh một tiếng có thể giải tán người vạn nhà tướng. Nghiêu hữu đạo nghi hoặc, giải tán, triệu hùng ca, nếu như nàng hiệu lệnh tử chiến, Mười vạn nha tướng tất vạn chết không từ, tử chiến đến cùng. Nàng nếu như hiệu lệnh giải tán, thì 10 vạn trung hồn dỡ giáp, hồn quy u minh ngủ yên. Cũng chính là nói, thương thục thanh tay cầm một chi đại quân như vậy, là phúc hay họa đều ở trong một ý nghĩ của nàng. Một khi thương thục thanh ham mê quyền thế nổi lên lòng xấu xa, hoặc là nàng bị kẻ xấu lợi dụng, chắc chắn làm hại nhân gian. Như hữu đạo, người nghe rõ ràng cho ta, từ tuổi của thương thục thanh có thể phán đoán, nếu thật sự có 10 vạn nha tướng, kia là nha tướng ngủ say hơn 30 năm, tương đương với một tu sĩ ngày đêm liên tục khổ tu hơn 30 năm, hơn nữa hơn 30 năm chưa bao giờ gián đoạn, người tưởng tượng xem sẽ là dạng quái vật gì. Trước mắt còn đang say rất nồng, hay tiếp tục hấp thu âm khí thích chữ năng lượng đều không ai biết. chương 1832, sau lưng sâu rượu một Này là tà vật chân chính, có thể ngang dọc âm dương hai giới, có thể bay lượn chân trời, đi tới như gió, giống như quỷ mị, ta cũng không biết năm đó vì sao Ly Ca biết thuật pháp như vậy. Kỳ thực sau khi ta tỉnh táo cũng hối hận rất nhiều, vì cái gì ma giáo không để giáo chủ trưởng quản ma điển, vì sao các đời giáo quy phải tuyển chọn thánh nữ không tham dự quyền lực đến bảo quản. Chính là không dám để cho tà thuật này dễ dàng tiết lộ ra ngoài, sợ sẽ rơi vào trong tay kẻ xấu làm săn làm bậy. Ta hối hận bị nhiệt huyết sục sôi của sư phó người đầu độc, hối hận không nên nói cho sư phó người cách luyện chế. Nói chung, đám tà vật này, một khi được tỉnh lại, một khi tập kết thành quân, khi còn sống lại là một đám quân nhân năng trinh thiện chiến, một khi ngang trời xuất thế, kia sẽ là hậu quả gì? Ta chưa từng nhìn thấy ghi chép liên quan, sẽ khủng bố bao nhiêu ngay cả ta cũng không biết. Nhưng có một điểm có thể xác định, coi như tập kết 10 vạn tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ của chúng, chỉ sợ Nguyên Anh kỳ cũng khó chặn được bầy tà vật hắc hãn không sợ chết này. Cho nên, có muốn để nàng tỉnh lại chi đại quân kia hay không, người phải suy nghĩ cho kỹ người phải cân nhắc người đến tột cùng có thể khống chế nàng hay không, nếu thật sự đến một bước không thể tưởng tượng mà nói, nếu như nàng không chịu hạ lệnh giải tán đại quân, người phải nghĩ người có biện pháp diệt trừ nàng hay không. Một nữ nhân bị mặt quỷ liên lụy nhiều năm, tâm tư có thể như người bình thường hay không, tính cách sẽ có vặn vẹo hay không, một khi nắm đại quyền, sẽ có tâm trả thù hay không ai cũng không biết. Diệt trừ nàng, như hữu đạo nói thầm một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, sẽ xuất hiện một ngày mình tự tay giết chết thương thuộc thanh sao có chút sự tình chân tướng thực để người ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ ẩn giấu bí mật to lớn như thế, hắn cũng khó mà tưởng tượng nữ nhân ngoan ngoãn biết điều kia đột nhiên có một ngày hiệu lệnh 10 vạn nha tướng sẽ là tình cảnh như thế nào. Ai, sự tình này ta sẽ châm trước, coi tình huống mà định. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, bỗng như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, năm đó lúc ta gặp đông quách lão đầu, nhìn thấy một con nha tướng, trước đó ta hoài nghi là ô thường luyện chế, bây giờ mới biết bản thân đông quách lão nhi cũng biết luyện chế. Triệu hùng ca biết hắn muốn hỏi cái gì, ngắt lời nói. Không cần hoài nghi, khẳng định là ô thường luyện chế, khi đó đông quách sư huynh nào dám mang theo nhà tướng chạy loạn khắp nơi. Đúng rồi, thương kính của Ngọc Thương hẳn là ngươi cho a. À. hữu đạo ngẩn ra, làm sao ngươi biết, triệu hùng ca cười gần, xem ra thật là ngươi. Còn ta làm sao biết, kia vốn là ta tự tay cướp từ trong tay Ngọc Thương, ta giữ lại vô dụng, cũng được sư huynh nhờ vả mà tham dự, cuối cùng giao đồ vật cho đông quét sư huynh mang đi, hắn ở lúc lâm chung gặp là ngươi, không thể để ngươi lúc đó cái gì cũng không hiểu giữ lại chơi đùa, tất nhiên sẽ bảo ngươi giao cho đường sư huynh, kết quả từ bên Thượng Thanh Tông truyền đến tin tức, nói chưa từng gặp qua thương kính gì. Mới đầu ta còn tưởng đông quét sư huynh bị người đả thương, khả năng là bị người cướp đoạt đi rồi. Sau đó phát hiện ngươi và Ngọc Thương cấu kết làm bậy, đầu mày cuối mắt, lại thấy thương kính lần nữa trở lại trên tay Ngọc Thương, Ta liền hoài nghi ngươi có vấn đề. Nguyên lai thật là ngươi, bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm cũng không chịu giao đồ vật ra, tiểu tử ngươi rất giỏi a, à, vừa bắt đầu liền không thành thật. như Hữu đạo vội vàng giải thích, này cũng không nên trách ta, Đông Quách lão nhi nhiều lần bàn giao, đồ vật chỉ có thể giao cho Đường Mục, không thể giao cho người khác. Lúc đó ta đang do dự, ai biết Thượng Thanh Tông giam lỏng ta, bọn hắn đối xử với ta như thế nào, đổi thành ngươi thử xem. Đạo lý là cái đạo lý này nhưng nguyên nhân cuối cùng thúc đẩy hắn không giao là mở ra bí mật trong thương kính, muốn tu luyện công pháp trong đó. Cái nguyên nhân này tạm thời không thể nói cho người khác biết. Triệu Hùng ca hừ một tiếng, sự tình đã qua, cộng thêm gia hỏa này còn đang giúp Thượng Thanh Tông mưu đường lui, nên lười tính toán. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo vẫn không rõ, người từ trong tay Ngọc Thương cướp được thương kính, lúc đó vì sao ngươi lại tham dự sự tình này? Triệu Hùng ca, ta nói rồi, lúc đó bị sư phó ngươi nhờ vả, Kỳ thực lúc đó tin tức thương kính hiện thế đã truyền ra, ta cũng không biết sư phó ngươi làm sao biết được tung tích cụ thể của thương kính, nhưng nghe ý tứ của sư phó ngươi, thật giống như thương kiến bà biết tổ tiên thương thị truyền xuống phương pháp phá giải thương kính, ta không biết trong thương kính đến tột cùng ẩn giấu cái gì, lại để thượng thanh tông mạo hiểm to lớn như vậy. Nhưng ta biết, có thể làm sư phó ngươi mời ta hỗ trợ, bí mật trong thương kính nhất định rất trọng yếu. Chờ đến lúc ta động thủ cướp, mới phát hiện người nắm giữ là hiểu nguyệt các. Trước khi ta động thủ, đã có người thần bí xuống tay với hiểu nguyệt các trước ta chặn ngang một tay đả thương ngọc thương ngọc thương ở dưới vây công vì bảo mệnh ném ra thương kính ta đoạt thương kính bỏ chạy đám người thần bí kia lập tức từ bỏ truy sát ngọc thương nhắm mục tiêu vào ta ta thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi chạy tới địa điểm ước định cuối cùng ba người quyết định giao thương kính cho sư phó ngươi mang đi nghiêu hữu đạo đánh gãy ba người ba người nào triệu hùng ca trưởng môn đường sư huynh sư phó ngươi và ta theo lý thuyết lúc đó chúng ta không có bại lộ thân phận, nhưng để cho ổn thỏa, ba người vẫn quyết định tách ra chạy trốn, bởi vì thực lực của ta khá mạnh, để bọn hắn an toàn, ta lộ diện hấp dẫn người đuổi giết. Thân sắc của Ngưu Hữu Đạo ngưng trọng nói, cũng chính là nói, lúc sự tình phát sinh, sư huynh đệ các ngươi tham dự một sự kiện. Triệu Hùng ca gật đầu, sau khi ta lộ ra hành tung, sát thủ quả nhiên truy tung ta, sau khi trốn xa, ta thoát khỏi bọn hắn, vốn tưởng rốt cục an toàn quay đầu lại liên hệ mới phát hiện đường sư huynh và đông quách sư huynh đều gặp nạn. Rất hiển nhiên, thế lực người đuổi giết không phải chuyện nhỏ, thời điểm truy sát ta còn có dư lực đi nhằm vào bọn hắn. Đặc biệt là biết được Thượng Thanh Tông thổ lộ ra nha tướng, ta lập tức ý thức được, người truy sát rất có khả năng là của ô thường. Sau đó lại truyền tới tin tức Ninh Vương Thương Kiến Bá gặp nạn, ta mới phát hiện hết thảy đều là ô thường đào bẫy, chỉ sợ đường sư huynh và đông quách sư huynh đến chết cũng không biết, sự tình lần này là nhằm vào ta là ta hại chết bọn hắn. Nói xong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, như hữu đạo kinh nghi bất định, vì sao nói vậy, triệu hùng ca cay đắng nói, thương kính rất có khả năng vốn ở trong tay ô thường. Ta và thượng thanh tông vương vấn không dứt hẳn là bị ô thường phát hiện, ô thường nhìn chằm chằm thượng thanh tông, sợ là có ý muốn đẩy thượng thanh tông vào tuyệt cảnh, tinh nhuệ của thượng thanh tông cơ hồ toàn quân bị diệt, trọng thương toàn bộ thượng thanh tông, ninh vương thương kiến bá bị diệt cũng nứt đoạn mất chỗ dựa của thượng thanh tông sau khi đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh xem ta lo liệu như thế nào, tùy thời tìm kiếm thời cơ buộc ta giao ra đồ vật. Như Hữu đạo giật mình nói, người có thể xác định là như vậy, theo ta được biết, hẳn là Thương Kiến Hùng và Đồng Mạch lấy Thương Kính bố cục nhằm vào Thương Kiến Bá. Triệu Hùng ca, kia đều là mặt ngoài, có thể bỏ qua, cửu thánh cản tay nhau, ô thường không tiện ngang nhiên ra tay, cũng không muốn mục đích chân thực của mình bại lộ, một khi dẫn tới tám thánh khác tranh đoạt, hắn không chịu nổi, tất nhiên sẽ ở hậu trường đi thúc đẩy. Hoàng quyền thương thị nội đấu chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi, chỉ sợ hai người cũng không biết mình bị người lợi dụng, ô thường cũng sẽ không để ngoại nhân biết. chương 1833, sau lưng sâu rượu 2. Rất nhiều sự tình nhỏ nhặt ngươi không rõ ràng, nhưng ta rõ ràng, đủ để ta làm ra phán đoán. Ta và ô thường đối kháng nhiều năm như thế, làm đối thủ nhiều năm như thế, vẫn cảnh giác hắn cao độ, hắn vừa có động tác, ta liền có thể phỏng đoán ra dụng ý của hắn. Kỳ thực lúc đầu ngươi lựa chọn rất đúng, che giấu sự tình thương kính không lộ, lại giữ một khoảng cách với Thượng Thanh Tông, từ trình độ nào đó bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ngang nhiên ta kéo đến bên cạnh ngươi ra tay, ngươi ở Kim Châu rơi vào hiểm cảnh, làm cho ta không thể không xuất thủ giúp ngươi. Trên đường ngươi từ Kim Châu phản hồi Nam Châu, ta giúp ngươi chống đỡ thích khách, ngang nhiên ra tay, động tĩnh lớn như vậy sao có thể giấu giếm được ô thường. Nếu ta không đoán sai, thời điểm kia ngươi đã bị ô thường nhìn chằm chằm, sau đó rất có khả năng ô thường đã xếp vào nhãn tuyến ở bên cạnh ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để quá nhiều người biết tin tức ngươi còn sống, bằng không chắc chắn sẽ bị ô thường phát hiện. Lời này vừa nói ra, nhiều hữu đạo cả kinh, nhớ tới một chuyện, chính là sự tình đối phương nói từ Kim Châu phản hồi Nam Châu. Khi đó mẹ con hải như nguyệt chúng độc, mình can dự, rước lấy phiền toái rất lớn, vì an toàn, không thể không mời triệu hùng ca đến, hộ tống mình phản hồi Nam Châu, trên đường gặp nạn, triệu hùng ca ra tay chính là sau khi phát sinh sự tình kia phiêu miểu các bách lý yết đột nhiên xuất hiện tới tìm công tôn bố phát triển công tôn bố thành gian tế ở trong mao lư sơn trang trước đó cho là lớn mạnh gây nên phiêu miểu các quan tâm bây giờ xem ra không chỉ là sự việc như vậy bách lý yết sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện vừa vặn ở sau khi triệu hùng ca ra tay giúp đỡ xuất hiện ô thường chậm chạp không có ra tay với ngươi hẳn là tiểu tử ngươi làm việc cẩn thận không bị hắn phát hiện cơ hội lợi dụng thích hợp nếu không hắn tuyệt đối không thể nhấn nại lâu như vậy, bởi vì hắn biết khó có thể cậy ra miệng của ta, mạo muội động thủ một khi gây nên ta hoài nghi sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa. năm đó hắn bắt ta dùng huyết cực hình, ta thả chết không theo, hắn biết dùng mạnh vô dụng, chỉ có thể lấy thủ đoạn vu hồi. năm đó những người thần bí tham dự đánh cướp thương kính trên tay ngọc thương rõ ràng chính là người của ô thường, ô thường sao có thể không biết thương kính đã không ở trên tay ngọc thương? Sau đó thương kính đột nhiên lại xuất hiện ở trên tay Ngọc Thương, dùng để lập quốc, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra cùng ngươi không thể tách rời quan hệ, sao có thể giấu giếm được Ô Thường. Ta và ngươi vẫn duy trì một khoảng cách, ta và ngươi quan hệ rõ ràng cũng là bởi vì Thượng Thanh Tông, Ô Thường hẳn đoán được ta quan tâm cái gì, cho nên lực chú ý chủ yếu của Ô Thường còn ở trên người Thượng Thanh Tông. Kết quả Ngọc Thương cầm ra thương kính, bằng lực thẩm thấu của phiêu miểu các, Ô Thường có thể không tra ra là ngươi cho. Ô thường phát hiện năm đó ta không giao thương kính cho thượng thanh tông, mà giao cho ngươi, người bảo ô thường sẽ nghĩ như thế nào. Không cần hoài nghi, bố cục nhằm vào ngươi lập tức triển khai, có hai việc ngươi có thể tra một chút. Nghiêu hữu đạo hỏi, hai việc gì, triệu hùng ca nói, ta không biết xuyên dĩnh và lệnh hồ thu trước đây phải chăng nhận thức, nhưng ta có thể khẳng định, xuyên dĩnh và lệnh hồ thu quan hệ sâu sắc nhất định là sau khi ô thường biết được thương kính ở trên tay ngọc thương. Cái thứ hai, xuyên dĩnh cưới băng tuyết các các chủ tuyết lạc nhi, nhất định là sau khi xác nhận ngươi sẽ tiến vào thánh cảnh. Như hiểu đạo trầm mặc, cái thứ nhất phải chờ xác định, còn cái thứ hai, hắn đã căn cứ các manh mối tiến hành suy đoán. Sau khi mình lọt vào danh sách tiến vào thánh cảnh, ở ngoại giới có một đoạn thời gian chuẩn bị, mà sau khi vào thánh cảnh trước trước sau sau một phen dần vặt, tiến vào hoang trạch tử địa săn giết yêu hồ ba tháng thời gian, sau đó lại đến vấn thiên thành pha trộn một đoạn thời gian. Sau đó lại nhìn thấy tuyết lạc nhi, căn cứ tuyết lạc nhi mang thai đến suy đoán thời gian, hắn khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Bất quá hiện tại đã xác định Xuyên Dĩnh là người của ô thường, còn muốn tra hai việc này hay không đã không trọng yếu. Xuyên Dĩnh tiến vào thánh cảnh tiếp xúc ngươi, sẽ không lấy bối cảnh thiên ma thánh địa tiến vào, nếu không sẽ gây nên ta hoài nghi, thông qua cưới tuyết lạc nhi, dựa thế băng tuyết thánh địa, có bối cảnh này, đối với ngươi ở trong thánh cảnh là có dụ hoặc, rất dễ dàng giao hảo quan hệ với ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng không phải loại an phận, vậy mà sẽ chết rồi, chủ ý của xuyên dĩnh thất bại, không còn biện pháp, đành phải lần nữa xoay chuyển nhầm vào thượng thanh tông, thuận thế mượn tên tuổi của ngươi, xuyên dĩnh tiếp cận đường nghi. Ta nghĩ, quá trình đại khái chính là như thế, như hiếu đạo khẽ gật đầu, ngày hôm nay mới biết con sâu rượu này ở yêu ma lĩnh nhìn như nhàn tản, ai biết phía sau sẽ liên lụy tới nhiều chuyện như thế. Này ảnh hưởng tới quá nhiều người, đường mục và đông quách hạo nhiên chết, đệ tử tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn dẫn đến thượng thanh tông triệt để sa sút ninh vương thương kiến bá một nhà chết thảm thậm chí thuyết lạc nhi mang thai gả người tương lai còn không biết sẽ phát sinh cái gì cuối cùng đều bởi vì một bộ ma điển trước gặp xa như lai nói chuyện không rõ một vài sự tình vậy mà ở trong miệng con sâu rượu này tìm được đáp án ngọc thương không hẳn biết cái gì nhưng ngô thường có ý hỗ trợ ẩn giấu là vì bảo hộ triệu hùng ca xác thực mà nói là không muốn bí mật của hắn và triệu hùng ca bị người khác phát hiện đầu mối sau khi biết những sự tình này như hữu đạo buông tiếng thở dài thật không nghĩ tới, ngươi lại yên lặng cùng ô thường đối kháng nhiều năm như thế, xem ra hôm nay ta tới đáng giá. Triệu hùng ca, ta nào có tư cách gì đối kháng hắn, vẫn đang chịu đựng, mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nói cho ngươi những sự tình này, là hy vọng ngươi minh bạch ô thường là dạng người gì, ta chẳng qua là chết, hắn đừng hòng từ chỗ ta đạt được bất kỳ đồ vật gì, nhưng ngươi không giống, ngươi phải cẩn thận. Ngưu Hữu đạo khẽ mỉm cười, ngươi ở sáng, hắn ở trong tối, ngươi khó có thể động đậy. Ta không giống, bây giờ hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Xuyên dính đã bại lộ, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc nha. Triệu Hùng ca nhắc nhở, ngươi đừng sằng bậy, nghiêu hữu đảo, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, sự tình này giao cho ta xử lý, ngươi tiếp tục gánh đi, dù sao ngươi đã quen, nói chung ta là không ăn một bộ này của hắn, ta đang lo không tìm được điểm hạ thủ. Triệu Hùng ca, ngươi và ô thường đều không phải người tốt gì, sự tình chó cắn chó, ta không lo lắng ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ tới hứa hẹn của ngươi khi đó, thượng thanh tông. Chó cắn chó, như hữu đạo bất mãn, bất quá vung tay lên, không tính toán với hắn. Có chuyện ta rất kỳ quái, ngươi và ma giáo tiếp xúc nhiều năm như thế, cũng đối kháng ô thường nhiều năm như thế, có biết nguyên nhân ô thường đột phá đến nguyên anh cảnh hay không? Triệu hùng ca hiển nhiên biết, hư một tiếng nói, không phải ngươi đã hái sạch cây sao, còn quan tâm cái này. Tự nhiên là vô lượng quả, như hữu đạo kỳ quái. Ô thường từ đâu tới vô lượng quả? Triệu Hùng ca, trên tay thánh nữ ma giáo vẫn bí mật bảo quản một trái, sự tình này chỉ có các đời thánh nữ biết, nội bộ ma giáo căn bản không có người khác biết được, sau đó không biết tại sao lại bị Ô thường biết, đồ vật bị mất trộm không biết đi đâu, thánh nữ lại không dám công khai tìm kiếm, một khi kinh động mấy vị kia của thánh cảnh, để mấy vị kia biết trên tay ma giáo có đồ vật này, sợ là sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho ma giáo. Mãi đến khi Ô thường đột phá, mới biết đồ vật là bị Ô thường trộm. Nưu Hữu Đạo nghi hoặc, chương 1834, ô thường, con mẹ ngươi. Trên tay thánh nữ làm sao sẽ có vô lượng quả? Triệu Hùng ca, ngươi quên thánh cảnh là ai mở ra sao? Ta nói ma giáo là phát từ hoàng hậu Vũ triều Ly ca, năm đó Ly ca có thể tùy ý ra vào thánh cảnh, trên tay có một trái vô lượng quả đáng giá kỳ quái sao? như Hữu Đạo à lên một tiếng, nhưng vẫn kỳ quái nói. Trên tay có vô lượng quả, vì sao các đời thánh nữ ma giáo không sử dụng? Triệu Hùng ca thánh nữ đời đời truyền thừa đều tuân thủ ly ca phân phó không dám dùng như hữu đạo cười ha ha nói mỗi một đời đều có thể nhìn xuống triệu hùng ca ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngươi cho rằng tại sao người ta lại được xưng là thánh nữ kia đại biểu thánh khiết không xấu xa như ngươi như hữu đạo xem thường âm thầm buồn cười còn thánh khiết không phải là bị ngươi khinh nhờn một vị đương nhiên lời này hắn sẽ không nói ly ca lưu lại lại không cho dùng là có ý gì Triệu Hùng ca thở dài nói, hẳn là Ly ca đã sớm dự cảm được, một khi nàng và thương tụng đều không có mặt, tu sĩ thiên hạ mất đi áp chế, sớm muộn sẽ có biến. Lưu lại quả kia là muốn cho chủ nhân của Thánh La Sát. Chủ nhân của Thánh La Sát, như hữu đạo hồ nghi, ngân nhi sao, thử hỏi, cái quỷ gì, Triệu Hùng ca, ta cũng không biết, sự tình này vốn không nên nói cho ngươi, nhưng đồ vật đã mất rồi, nói một chút cũng không sao. Ly ca có gì huấn là, đợi điệp mộng huyễn giới thánh la sát lại lần nữa hiện thế người tùy tùng thánh la sát kia là chủ nhân của thánh la sát để người thừa kế kia giao vô lượng quả cho đối phương thân sắc của nghiêu hữu đạo co giật biểu cảm cực kỳ đặc sắc bỗng nhiên bốc lên một câu ô thường con mẹ ngươi hả triệu hùng ca không biết vì sao hắn chửi thề hỏi làm sao vậy nghiêu hữu đạo im lặng một hồi không biết cân nhắc cái gì cuối cùng lắc đầu buông tiếng thở dài ai không có gì chỉ cảm thấy ly ca kia đầu óc có vấn đề cái biện pháp gì không được lùi một vạn bước mà nói trực tiếp giao cho thánh la sát không phải song sao a à, đầu óc của thánh la sát dường như cũng có vấn đề triệu hùng ca đầu óc người mới có vấn đề người ta an bài như vậy tự nhiên có dụng ý riêng ngưu hữu đảo trừ vô lượng quả ly ca còn có bàn giao gì khác hay không trong lòng triệu hùng ca cả kinh ý thức được cùng vị này nói chuyện nhất định phải cẩn thận cảnh cáo nói đừng được voi đòi tiên chuyện không liên quan tới ngươi ngưu hữu đạo ma điển kia sẽ không phải cũng là muốn giao cho chủ nhân của thánh la sát chứ triệu hùng ca chuyện không liên quan tới ngươi ngưu hữu đạo nếu ta nói ta chính là chủ nhân của thánh la sát ngươi tin không ngươi triệu hùng ca sửng sốt một chút chợt cười lạnh nói tiểu tử ngươi không chừa thủ đoạn nào ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao ngươi nói phá trời đi coi như mang thánh la sát tới trước mặt ta ta cũng sẽ không tin tưởng ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý tới ma điển. Đừng nói ta không có, coi như có, ta cũng không thể giao nó cho ngươi. Ngưu Hữu đạo chấn kinh, trợn mắt nói, ta mang thánh la sát tới trước mặt ngươi, ngươi cũng không tin. Triệu Hùng ca, ta quá hiểu rõ ngươi, ngay cả vô lượng quả trong thánh cảnh cũng có thể trộm được, làm ra sự tình gì ta cũng không kỳ quái. Một khi ngươi lợi dụng vô lượng quả làm ra mấy nguyên anh cảnh, thật muốn chạy vào điệp mộng huyến giới hạ thủ mà nói, tình cảnh của thánh la sát sợ là nguy hiểm cho nên ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn coi như ngươi mang thánh la sát đến cũng vô dụng ta không nên nói cho ngươi này sự tình a à. nghiêu hữu đạo im lặng một hồi lâu mới cười ha ha nói ta nói triệu hùng ca ngươi có cần làm như thế tuyệt hay không triệu hùng ca nếu như ngươi không nghe khuyên ta có thể gánh ô thường nhiều năm như thế người đại khái có thể thử một chút nghiêu hữu đạo dở khóc dở cười lắc đầu than thở xem ra có chút sự tình biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì triệu sư thúc ta thật không lừa ngươi ta nói rõ với ngươi a à, thánh la sát đã sớm theo ta triệu hùng ca ta nói rồi mà điển không ở trên tay ta nghiêu hữu đạo không phải thật tuyệt đối không lừa ngươi ngươi cũng đã gặp thánh la sát triệu hùng ca lạnh nhạt một bộ ngươi cứ biên đi nghiêu hữu đạo vạn thú môn lần chúng ta gặp mặt kia nữ hải gọi ngân nhi ngươi còn nhớ không suýt chút nữa bị ngươi giết ngươi còn nói trong cơ thể nàng có yêu khí dị trùng Kỳ thực nàng chính là Thánh La Sát. Triệu Hùng ca, ma điển không ở trên tay ta. Nhiêu hữu đạo, sau khi nàng hóa hình chính là Thánh La Sát, là ta từ điệp mộng huyễn giới dẫn ra. Giải thích rất rõ ràng, chỉ còn thiếu nói phương pháp phá giải thương kính. Triệu Hùng ca cầm bầu rượu lên, tiếp tục uống rượu, không chút hoang mang nghe, cuối cùng nói. Nói còn rất giống, chẳng trách có thể ở trong thánh cảnh trộm đồ vật ra, cái miệng này, có thể lừa gạt cả trời A. À. Nhiêu hữu đạo nhất thời vô ngữ này là nhận định mình đang nói dối, cuối cùng cũng phục rồi, nhấc tay đầu hàng nói. Được được được, ta phục ngươi rồi, ngươi không tin không sao cả, ngươi nhớ giữ kỹ đồ vật, đừng để cho người khác lấy đi là được. Triệu Hùng ca, không cần ngươi bận tâm, ha ha, chuyện này là sao? Nghiêu hữu đạo tự diếu, than thở một chút, sau đó lại nói. Ta đã nói với ngươi, 12 quả đều bị ta hái được. Triệu Hùng ca thuận miệng nói, vậy thì thế nào, ta không có hứng thú. Nghiêu hữu đạo, Ngươi có ý gì, cần đề phòng như phòng cướp vậy sao? Trước tiên nghe hết không được sao? Triệu Hùng ca uống một ngụm rượu, nhìn bốn phía một chút. Ta cũng nên trở về. Dứt lời liền đi, Ngưu Hữu Đạo đưa tay, bắt được cánh tay hắn. Ta thật xa chạy tới bại lộ thân phận, không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm, thật không dễ dàng gặp mặt một lần, nói với ngươi chính sự đây, nghe nói ngươi và tả sứ của ma giáo đương nhiệm giao tình không tệ. Triệu Hùng ca kỳ quái, mắc mớ gì đến ngươi? Ngưu Hữu Đạo, đừng có dáng vẻ cầu không ăn phân như thế, hỏi ngươi có phải hay không thôi. Triệu Hùng ca, vẫn tính tốt, Nghiêu Hữu Đạo, người này có thể tin được không? Triệu Hùng ca, được, Nghiêu Hữu Đạo, người cảm thấy được, ta đưa hắn một trái vô lượng quả được không? Triệu Hùng ca nhíu mày, vì sao sẽ nghĩ tới cho hắn? Nghiêu Hữu Đạo, 12 quả cây, lại bảo bối như thế nào, ta cũng không thể dùng hết, hiện tại phải nhanh một chút chuyển ra, mau chóng phát huy tác dụng hoàn thành bố cục ta thấy người ma giáo ở trong bóng tối vẫn không ít đáng giá ta dùng một lát triệu hùng ca run cánh tay bỏ qua hắn xoay người lắc đầu nói không được nam thiên vô phương không hẳn đáng tin nghiêu hữu đạo ngươi không phải nói hắn vẫn được sao triệu hùng ca là vẫn được nhưng phải xem phương diện nào không phải tuyệt đối không có vấn đề ô thường nhiều năm không động ma giáo như thế ta không dám bảo đảm không có nguyên nhân khác không dám bảo đảm nam thiên vô phương không phải ô thường chủ mưu an bài ở bên cạnh ta Nghiêu hữu đạo sửng sốt, lại cười khổ, tâm đề phòng của ngươi thật nặng, triệu hùng ca, vẫn là để cho người đáng tin bên cạnh ngươi dùng đi. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, đồ vật này, không phải đáng tin hay không đáng tin, đều cho người bên cạnh ta không thích hợp, cũng có thể nói là không có tác dụng gì, nhiều mấy tay chân vô dụng, lúc nào cũng có thể sẽ bị cử thánh triệu tập thế lực trong thiên hạ tận diệt. Sự tình này không thể có tư tâm, chỉ có thế lực phản kháng cửu thánh càng khổng lồ, lực lượng của chúng ta mới sẽ càng lớn, Cửu Thánh mới càng không thể một lần đánh đổ ta." Lời nói rất đơn giản, nhưng Triệu Hùng ca đột nhiên cảm nhận được sắp tới gió nổi mây vần, cảm giác tê cả ra đầu, trong lòng dâng lên một loại tư vị không nói được. Lần đầu tiên, chân chính là lần đầu tiên nghe được có người nói muốn đối kháng Cửu Thánh, không chỉ nói chơi, mà là đã bắt đầu thực tiến, hơn nữa đã có thể đánh bạc đối kháng, có thể nói cảm xúc dâng trào. Chương 1835, Thiệu đại nhân, người tự lo lấy đi một cũng đột nhiên cảm giác viền mắt có chút ướt át khuôn mặt lôi thôi ngẩng lên nhìn trần động trong lòng nói ai nói thượng thanh tông không được hắn muốn khóc nhưng cuối cùng khống chế được tâm tình của mình minh bạch ý tứ của ngưu hữu đạo lần nữa dán mắt vào ngưu hữu đạo nghiêm mặt nói người có dùng không ngưu hữu đạo tu vi của ta khả năng còn kém mấy năm hiện tại còn không có biện pháp dùng người yên tâm ta không đến nỗi đại công vô tư đến mức độ kia người cũng nói ta không phải người tốt ta sẽ lưu cho mình một cái ta là phế vật không có tác dụng gì, bên thượng thanh tông, người phải thay chăm sóc. Đi đây, triệu hùng ca nói xong xoay người rời đi, như hữu đạo bị hắn nói sừng sốt, vân cơ chờ ở ngoài động liếc mắt nhìn bóng người bay ra. Chờ một chút, như hữu đạo cũng đi ra, lại khôi phục dáng vẻ dịch dung. Vân cơ nhấc tay giao cho hắn một phong mật thư, vừa lấy được, dịch xong rồi, như hữu đạo tiếp đến nhìn, phát hiện là tin tức từ Nam Châu chuyển tới, chỉ là nội dung để hắn cảm thấy kinh hãi vậy mà thoát thân được. Vân cơ nói, hiện tại ta xem như minh bạch vì sao ngươi nhìn chằm chằm đối phương, người này đích xác rất lợi hại, người bố cục đến mức độ như vậy còn để hắn tránh thoát. Như hữu đạo nhìn chằm chằm nội dung mật thư khẽ lắc đầu. Ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn, người này am hiểu tử địa phản kích. Lúc trước ở Bắc Châu, hai lần đẩy hắn vào tử địa, đều bị hắn chạy trốn, ở tề kinh ngay cả hạo vân đồ tham dự động thủ cũng vẫn bị hắn chạy. Xem đến phần sau, con người đột nhiên co rụt lại phiêu miểu các, sau lưng thiệu bình ba có thế lực phiêu miểu các chống đỡ, tin tức này chân chính để hắn hãi hùng khiếp vía, năng lực của thiệu bình ba, lại phối hợp thế lực của phiêu miểu các, hậu quả kia làm hắn có chút kinh sợ. Trước vẫn không biết chuyện, nếu như không phải giả chết, hắn làm không tốt sẽ chết ở trong tay thiệu bình ba. Vân cơ, tuy bị phiêu miểu các tìm tới, nhưng đây chỉ là phán đoán của giả không lưỡi, không hẳn là thật. Như hữu đạo nhìn chằm chằm tin tức chậm rãi lắc đầu. Năng lực của giả vô quần không cần hoài nghi, phán đoán sẽ không bắn tên không đích căn cứ tin tức chuyển đến độ khả thi rất lớn vân cơ vậy nguyên tòng là ai dám trực tiếp hạ sát thủ với người phiêu miểu các nghiêu hữu đạo không có hồi đáp đi đi gặp đám người giả vô quần vân cơ không đi vạn thú môn nghiêu hữu đạo phiêu miểu các phái người đi tìm bọn hắn kết quả bị bọn hắn giết này không phải chuyện nhỏ ngay cả giả vô quần cũng sợ đến trốn đi sự tình này ta nhất định phải tự mình ra mặt xác nhận làm rõ tình huống, ta muốn đích thân đi thẩm vấn người bị tóm kia. Người ta phân công hành động, người đi tống quốc một chuyến. Trước khi đi, Nhiêu Hiếu Đạo khẩn cấp đưa tin cho Viên Cương, lệnh Viên Cương mau chóng an bài Vân Cơ đi gặp Tử Bình Hưu, một khi phát hiện dị thường, lập tức diệt Tử Bình Hưu đi. Vận dụng Vân Cơ là vì bảo đảm có thể vạn vô nhất thất. Không có biện pháp, người phiêu miểu các tìm là giả vô quần, không gặp được giả vô quần, khẳng định sẽ đi tìm Tử Bình Hưu, một khi tử bình hưu không chịu nổi dọa lộ nam châu ra ngoài hắn kinh doanh thế lực nam châu sẽ xong đời dám giết người phiêu miểu các một khi bị phiêu miểu các phát hiện kiệt tuyệt đối là sẽ nghiêm trị phiêu miểu các còn chưa bao giờ mềm tay qua đồng thời còn lệnh viên cương đưa tin cho sa như lai bảo sa như lai tận lực giúp quan tâm tình huống của phiêu miểu các có bất kỳ dị thường gì đúng lúc báo cho nghiêu hữu đạo làm xong cùng vân cơ chia nhau rời đi hai người mang đến phi cầm cỡ lớn nghiêu hữu đạo dùng trước bên Nam Châu sẽ phái phi cầm cỡ lớn với tiếp ứng vân cơ. Kỳ thực vân cơ có thể không cần, nhưng để cho ổn thỏa, không muốn bại lộ thân phận. Hoan nhi, Lan Quý Phi đẩy cửa vào, trên tay bưng khay, nhìn xung quanh một cái, nhìn thấy thái thúc Hoan nhi ngồi co do ở trên giường, làm nàng lòng đau như cắt. Thả đồ vật lên bàn, vòng tới góc giường, xoa vai nữ nhi. Hoan nhi, ăn một chút gì đi, thái thúc Hoan nhi yên lặng nói. Vì cái gì phụ hoàng nuốt lời, Lan Quý Phi gượng ép nói đã hỏi mấy lần phụ hoàng ngươi cũng là thân bất do kỳ thái thúc hoan nhi rơi lệ không nghĩ tới vốn tưởng trên triều định ra sự tình sẽ không thay đổi ai biết sự tình ly kỳ như vậy cũng phát sinh cả triều đều lấy âm mưu của địch quốc làm lý do hủy hôn nàng ngược lại không phải khát khao gả cho thiệu bình ba nàng càng nhiều là muốn báo thù nhưng chuyện đã xảy ra nàng đã biết được thiệu bình ba hồi kinh liền phát động hắc thủy đài bắt người thậm chí còn tự tay giết nhi tử của triệu đại nhân trong một đêm cả sự tình triệt để trở mình tốc độ nhanh đến người cảm thấy khó bề tưởng tượng, nhưng Thiệu Bình Ba lại làm được. Này để nàng không khỏi nghĩ tới tình hình ở trong nông trại, Thiệu Bình Ba nói cho nàng, người không uy hiếp được ta. Thái độ của đối phương khinh bỉ như vậy, căn bản không để nàng ở trong mắt. Trên thực tế Thiệu Bình Ba đích xác chưa hề để nàng ở trong mắt, công chúa lại thế nào. Trong đầu óc Thiệu Bình Ba có một đống sự tình, căn bản không tồn tại việc nàng sướng vui đau buồn, lúc này Thiệu Bình Ba đã rời kinh thành Tấn Quốc. Như một kích lôi đình, sau khi hóa giải nguy cơ, thì lập tức rời tấn kinh, trở về chiến trường tiếp tục quan sát trạng thái giao chiến. Cũng nhất định phải rời đi, hắn biết mình đắc tội bao nhiêu người, tiếp tục lưu lại ở kinh thành còn không biết sẽ phải bị phản công như thế nào, trước đó có thể mượn lực lượng của Hắc Thủy Đài phản kích, nhưng đối kháng đám triều thần kia không thể nhiều lần vận dụng lực lượng của Hắc Thủy Đài. Chức trách của Hắc Thủy Đài không phải dùng để làm loại sự tình kia, hoàng đế cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại hắn không có căn cơ gì, chỉnh thể mà nói, căn bản không có thực lực chính diện đối kháng những triều thần kia, chỉ có thể trốn đi, trốn đến những triều thần kia không làm gì được hắn, không biết hắn làm gì. Chờ lập xuống đại công, thật nắm được quyền lực tương ứng, mới có tư cách đối kháng. Cho nên trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Bên bờ sông, Thiệu Bình Ba ngồi ở trên tảng đá lớn tĩnh lặng nhìn nước sông cuồn cuộn biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Thiệu Tam tỉnh đi tới, cúi người thấp giọng nói, đại công tử, trưởng quỹ đến rồi. Thiệu Bình Ba phục hồi tinh thần lại, sao hắn không mời tự đến thiệu tam tỉnh không biết hỏng rồi thiệu bình ba chậm rãi đứng lên chỉ sợ là để giả vô quần trốn thoát thiệu tam tỉnh kinh ngạc làm sao mà biết thiệu bình ba chỉ cần giả vô quần không trốn bằng thế lực của phiêu miểu các làm sao có khả năng không tìm được những ngày này liên tiếp hỏi trưởng quỹ cũng không có trả lời thái độ của hắn khá ngạo mạn đột nhiên không mời mà tới khẳng định không phải tự mình đến báo tin tức tốt sợ là không phải chuyện tốt gì đi đi hai người xoay người rời đi đi không bao xa nhìn thấy một tu sĩ bình thường bị hộ vệ ngăn cản thiệu bình ba phát hiện người đến mỗi lần đều là diện mạo bất đồng đi tới phất tay lệnh hộ vệ lui ra sau đó hai người đi dạo ở bờ sông xảy ra vấn đề rồi trưởng quỹ nói trong lòng thiệu bình ba hơi hồi hộp một chút có thể để vị này tự mình chạy tới nói e là không phải chuyện nhỏ vội hỏi chuyện gì trưởng quỹ giả vô quần mất tích thiệu bình ba thử dò xét nói vậy chỉ có thể nói kẻ này quá mức xảo trá. Trưởng quỹ, ta nói không phải cái này, ta phái hai người đi tìm bọn hắn cũng mất tích, đợi mấy ngày không tìm được bóng dáng, cũng không có bất kỳ tin tức, khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Thiệu Bình Ba kinh ngạc, này làm sao có khả năng, bọn hắn không dùng thân phận phiêu miểu các đi tìm sao. Trưởng quỹ cắn răng nói, này chính là địa phương nghiêm trọng của sự tình, lúc ấy không nên nghe lời ngươi, không nên để bọn hắn lấy thân phận phiêu miểu các đi chương 1836, thiệu đại nhân, người tự lo lấy đi. Hai, nếu không dùng thân phận phiêu miểu các, sẽ không xảy ra sự tình phiền phức này, hiện tại ta lo lắng bọn hắn đã rơi vào tay đối phương, một khi nói cái gì không nên nói, hậu quả khó mà lường được. Thiệu bình ba có khổ khó nói, cá nhân hắn cho rằng giả vô quần không là cái gì, chẳng lẽ đối phương còn không làm gì được, nhưng lời nói coi thường như vậy hắn không dám nói, hãi hùng khiếp phía hỏi. Bọn hắn có lá gan lớn như vậy, dám động người phiêu miểu các sao? Xác nhận người phái đi thật gặp mặt bọn hắn sao? Trưởng quỹ, phí lời, người của ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn mang xe ngựa ra kinh thành tề quốc mới yên tâm, này còn cần hoài nghi sao? Thiệu bình ba ý thức được sự tình nghiêm trọng, người phái đi có biết là tiên sinh thụ ý không? Nếu là người phía dưới sai khiến, thượng tuyến nên đúng lúc diệt khẩu. Trưởng quỹ, còn cần ngươi đến dạy ta, ta còn dám giữ lại sao? Đã diệt khẩu rồi, vậy thì tốt, Thiệu Bình ba thở phào nhẹ nhõm, lại cau mày nói. Tiên sinh chỉ phái hai người đi bắt người, trưởng quỹ, phí lời, loại sự tình này có thể để quá nhiều người biết sao. Vận dụng thân phận phiêu miểu các, đừng nói hai người, coi như một người, trưởng môn các đại phái cũng có thể vì tiện mang đi. Lần này ta đến là cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất quản tốt miệng của mình, bằng không ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Nếu không phải trên tay đối phương nắm giữ cái thóp của hắn, hiện tại hắn liền có xung động diệt khẩu thiệu bình ba sắc mặt thiệu bình ba nghiêm nghị biết ý tứ trong lời nói của hắn nếu người bị phái đi thật rơi vào trong tay đối phương mà nói sợ là quan hệ giữa hắn và phiêu miểu các sẽ lộ ra một khi đối phương theo đường dây này tra đến trưởng quỹ khẳng định sẽ rất sợ hãi hắn lập tức động viên nói tiên sinh lo xa rồi nếu thật là đối phương ra tay này là động người phiêu miểu các mặc kệ người phiêu miểu các là đi làm gì đối phương cũng không dám rêu rao. trưởng quỹ không cần ngươi đến dạy ta nói chung sau này người ta tận lực đừng liên hệ. Vâng, thiệu bình ba khiêm tốn thụ giáo, lại có chút không hiểu nói. Động người phiêu miểu các, không có nắm chắc sợ là không dám động, bên người giả vô quần có bao nhiêu người, lại dám động thủ với người phiêu miểu các. Trường quỹ dường như cũng có chút buồn bực, chỉ hai người, thiệu bình ba kinh ngạc, hai người nào, lại gan lớn như thế. trưởng quỹ, một người gọi ngụy đa, thượng thanh tông ngươi hẳn không xa lạ, là đệ tử thượng thanh tông. Một người khác gọi nguyên tòng, hẳn không phải thân phận chân thực, theo điều tra, hẳn là cao thủ xếp hạng thứ 8 trên đan bảng giản Sơn Nguyệt, ẩn cư ở Tiểu Nguyên Sơn. Ngụy Đa hẳn không phải đối thủ, động thủ có khả năng là giản Sơn Nguyệt. Ngươi làm gì, bỗng phát hiện Thiệu Bình Ba dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn. Thiệu Bình Ba tiến lên hai bước, trầm giọng nói, Thượng Thanh Tông Ngụy Đa, ra hỏa nói lắp kia, tiên sinh, ngươi xác nhận vô lượng quả ở vô lượng viên không có bị trộm. Trường quỹ tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế, Vô lượng quả nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sinh trưởng ở trên cây, mỗi ngày bị kiểm tra rất nhiều lần, có bị trộm hay không còn không biết sao. Còn cần ngươi đến nhắc nhở, ngươi còn ghi nhớ nghiêu hữu đạo, ta nói lại lần nữa, thi thể xác nhận không thể nghi ngờ, chết không thể chết lại rồi. Thiệu bình ba, hắn làm sao sẽ đi cùng với giả vô quần, hắn hoài nghi không phải không có lý do, vì hắn và giả vô quần không thù không oán, mà một kích nhầm vào hắn kia đột một quỷ dị, muốn hắn thân bại danh liệt, phong cách này có chút giống như đã từng quen biết, hắn cơ hồ là theo bản năng liên tưởng đến Ngưu Hữu Đạo. Trưởng quỹ, thời điểm ngươi nhìn chằm chằm giả vô quần, ta liền tra qua lai lịch của người ở bên cạnh hắn, giả vô quần đi qua quân doanh vệ quốc, lúc kiểm tra quân doanh, gặp phải ngụy đa trực ban, bảo giả vô quần báo lên họ tên, giả vô quần miệng không thể nói, ngụy đa mắng hắn người câm, kết quả đắc tội giả vô quần, bị giả vô quần trả thù, cường hành yêu cầu mang đi ngược đãi. Vệ quốc thế yếu, đối mặt giả vô quần cường thế, không thể không nuốt giận vào bụng, ngươi cho rằng Ngụy Đa là nguyện ý theo giả vô quần sao? Còn nữa, tin tức của ngươi đã sớm quá hạn, Ngụy Đa đã sớm không nói lắp. Là như vậy sao? Thiệu Bình Ba hơi có hồ nghi, "Trưởng quỹ, ngươi đừng bận tâm Ngụy Đa kia, vẫn là bận tâm muội muội của ngươi một chút đi." Liễu Nhi, Liễu Nhi làm sao? Thiệu Bình Ba sướng sờ, "Tiên sinh có ý gì? Trưởng quỹ, người TTA phái đi không thể mạo muội động thủ, trước khi động thủ quan tâm hướng đi của giả vô quần, Lúc đó Giả Vô Quần ở Tề Kinh, cách chỗ ở của đệ tử Quỷ Y không xa, còn phát hiện hắn đi dạo ở phụ cận. Người khác có lẽ không quá quan tâm muội muội ngươi, nhưng ta quan tâm lắm, bây giờ muội muội ngươi thỉnh thoảng sẽ đi chỗ đệ tử Quỷ Y một chuyến, toàn bộ Tề Kinh, ở phương diện này, thật giống như muội muội ngươi mặt mũi lớn nhất. Giả Vô Quần ra tay với ngươi, lại xuất hiện ở phụ cận, gây nên ta cảnh giác. Thiệu đại nhân, Người tự lo lấy đi, nhấc tay vỗ vỗ vai Thiệu Bình Ba, sau đó xoay người rời đi. Thiệu Bình Ba lạnh lùng theo dõi bóng lưng hắn rời đi, từ trong lời nói của đối phương nghe ra ý vị uy hiếp nồng đậm, ta quan tâm muội muội ngươi lắm. Thiệu Tam Tỉnh đi tới, đại công tử, như thế nào? Hắn nhìn ra trên mặt Thiệu Bình Ba âm lãnh và không vui. Thiệu Bình Ba, hắn bảo chúng ta sau này tận lực đừng liên hệ hắn. Thiệu Tam Tỉnh A một tiếng, vì sao? Thiệu Bình Ba cười gần, hắn đã càng lún càng sâu, có bản lĩnh liền giết ta, không dám cá chết lưới rách thì không thể theo hắn sau đó quay đầu lại nói hắn cầm liếu nhị uy hiếp ta sau đó kể lại sự tình trưởng quỹ vừa nãy nhắc nhở thiệu tam tỉnh nhất thời sầu lo trên một sườn dốc quân tề hơi thăm dò tiến công sau đó tựa như nước thủy triều lui ra lưu lại một vài thi thể linh tinh chờ một chút cao phẩm đi tới tuyến đầu trận địa tự mình kiểm tra hiệu quả sau khi bản thân bố trận sau khi tuần sát một lần xác nhận vấn đề không lớn lại nhiều lần căn dặn tướng lĩnh chú ý mới phản hồi trở về trung quân bây giờ trung quân đã di chuyển đến một tiểu trấn bỏ hoang trạch viện tốt nhất trên trấn lâm thời thành doanh chướng trung quân tuy điều kiện có hạn nhưng tốt hơn ở trong lều vải nhiều lắm trở lại trong phòng treo đầy địa đồ kiểm tra tin tức tình báo từ các lộ nhìn đến tình báo đến từ hắc thủy đài cao phẩm tựa như nhớ ra cái gì đó đột nhiên hỏi bây giờ thiệu đại nhân ở nơi nào phó tướng nói tạm không biết hành tung của hắn luôn bảo mật đại soái cớ gì quan tâm tung tích của hắn cao phẩm than thở vị thiệu đại nhân này quả thật tài tình trở lại kinh thành càn quét một trận trong khoảnh khắc bãi bình những phiền phức kia nhưng hắn ở trong triều đắc tội những người kia có chút tàn nhẫn ta từng ngay mặt vạch ra nhược điểm của hắn nhắc nhở hắn hắn chưa trải qua triều chính không biết nước trong đó rất sâu nhưng hắn không nghe khuyên nhất định phải phân cao thấp với những người kia sao phải tự làm khổ mình chứ hắn lần này là sảng khoái nhưng đám người trong triều kia đâu phải dễ chọc đặc biệt là một lần đắc tội nhiều như thế một khi những người này liên thủ ngay cả bệ hạ cũng phải nhượng bộ ba phần, người chờ xem đi, không bao lâu những người kia sẽ phản công. Thủ đoạn của thiệu đại nhân quá khích, dễ bị phản phệ, đáng tiếc không nghe khuyên. Phó tướng nói, đại soái lo lắng an toàn của hắn, chỉ là sự tình bên hắc thủy đài kia, chúng ta cũng không dễ đánh thăm dò. Nếu đại soái thật muốn biết, không ngại dâng thư hỏi bệ hạ một chút. Cao phẩm xua tay, ta không phải lo lắng hắn an toàn, đắc tội nhiều người như thế, ta bảo đảm không được, cũng không dám bảo đảm, nếu không sẽ kéo chúng ta vào trong phiền phức. Hiện tại ta lo lắng là, một khi hắn bị đám người trong chiều kia làm cho cùng đường mặt lộ, sẽ nhờ vào nơi khác. chương 1837, giả vô quần, trở tay công kích. Đúng lúc này, một tướng quân đi vào, truyền đạt một phong thư. Đại soái bên kinh thành có tin tức, cao phẩm nhận thư nhìn, bỗng cười lạnh một tiếng, nói với phó tướng. Người nhìn xem, ta nói cái gì tới cái đó, phản công đã bắt đầu rồi, nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều. Phó tướng Tiếc Mật Thư nhìn xem, cũng lắc đầu thở dài. Tốc độ của các đại nhân trong triều thật nhanh a, à. cao phẩm ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhi tử của triều công quyền còn bị hắn giết, nếu bọn hắn không phản kích, không đánh tan kiêu ngạo của Thiệu Bình Ba, mặt mũi để nơi nào? Sắc mặt phó tướng ngưng trọng nói, bọn hắn đấu đến đấu đi không quan hệ, chỉ là lúc này đang thời khắc giao chiến với địch quốc, hậu phương nội đấu thành như vậy, vạn nhất làm lỡ chiến sự thì phải làm sao? Cao phẩm chỉ chỉ hắn, Người nha, còn quá trẻ tuổi, những người kia không giống quân nhân chúng ta, đối với những người kia mà nói, nếu không cách nào ở trong chiều đứng vững gót chân, coi như chúng ta vì tấn quốc đánh hạ toàn bộ thiên hạ lại có quan hệ gì tới bọn hắn. Nếu một đám người ngay cả thiệu bình ba cũng không đối phó được, sẽ để người phía dưới nhìn thế nào? Người phía dưới đều là cỏ đầu tường, cộng thêm sau lưng hắn có bệ hạ chống đỡ, một khi tương lai bệ hạ trọng dụng thiệu đại nhân, chiều gió liền có khả năng nghiêng về một bên, trong nháy mắt thành đại thế phó tướng suy tư, cao phẩm trầm giọng nói, lập tức đưa thư cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể nhìn chằm chằm vào, vị thiệu đại nhân này chính là độc sĩ, ta không hy vọng nhìn thấy hắn nhờ và nước khác trả thù, sẽ cực kỳ bất lợi cho đại quân ta tác chiến. Vâng, phó tướng chấp tay lĩnh mệnh, cấp tốc đi chấp hành. Tấn quốc, văn tang quận, trên giáo trường, trong một đám thanh niên trai tráng tân trinh, vài người trên cánh tay hoặc chân có tàn tật bị kiểm kê ra, sau đó lại có loại mù một con mắt cũng bị kiểm kê ra. Quận trưởng vừa nhìn, dường như nổi khùng, thở phì phò qua lại bồi hồi một trận, cuối cùng dừng bước ở trước mặt một thanh niên, chỉ vào cái mũi quát mắng. Tạ đại nhân, này chính là tân binh người phụ trách chiêu đến. Tuy tạ đại nhân nhìn trẻ tuổi, nhưng trên mặt đã có cảm giác tăng thương, sắc mặt ngưng trọng nói. Đại nhân, là hạ quan thất trách, quận trưởng quát mắng, này chính là lý do của ngươi sao. Tiền tuyến đại chiến, việc quan hệ tấn quốc ta sinh tử, người đưa cục tay thiếu chân tới tiền tuyến, là ngươi chán sống, hay là muốn hại chết ta? Tạ đại nhân vội nói, đại nhân, trước đó tuyệt đối không có phát sinh sự tình này, hôm qua hạ quan nghe nói đê sông mới đắp xảy ra sự tình, vội vã chạy tới kiểm tra, nhất thời không thể quan tâm bên này, còn chưa kịp tới trang nghiệm, đợi trang nghiệm ra chắc chắn loại bỏ. Trang nghiệm, quận trường phất tay chỉ những người tàn tật kia, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra bọn hắn có vấn đề, này còn cần trang nghiệm. Người trương binh là người an bài, ta không tìm người hỏi thì tìm ai. Người đâu, bắt xuống cho ta, lập tức có vài tên nha dịch như hổ như sói vọt tới. Đại nhân, đại nhân, tạ đại nhân không cam lòng hô to, nhưng quận trưởng căn bản không nghe biện giải, vung tay lên trực tiếp để người kéo xuống. Sự tình tương tự không chỉ phát sinh ở chỗ này, ở nhiều địa phương của Tấn Quốc đồng thời xuất hiện, hoặc là người phụ trách trưng binh có chuyện, hoặc người quản lý tiền lương xảy ra sự tình, hoặc vô duyên vô cớ bị người tố giác, hoặc tham ô nhận hối lộ bị người báo cáo, nói chung những người này đều có một trung điểm toàn bộ là học trò mà năm đó thiệu bình ba từ bắc châu phi hết tâm tư mang đến tin tức rất nhanh truyền tới hoàng cung thái thúc hùng ở trong ngựa thư phòng vừa nhìn tấu trương liền biết là chuyện gì xảy ra tức giận đến vỗ bàn đứng dậy đi qua đi lại nơi núi rừng sâu xa một con phi cầm cỡ lớn hạ xuống giả vô quần ở bên bờ khe suối thả câu quay đầu nhìn lại nhìn thấy người nhảy xuống là nam châu vương khiếu lập tức thu cần câu đứng lên người tới tự nhiên là ngưu hữu đạo nhìn thấy nguyên tòng nghiêu hữu đạo trước tiên cung kính hành lễ sau đó mới đi về phía giả vô quần ngụy đa ngơ ngác ở một bên nhìn không biết người đến là ai nhưng nhìn ra hai vị khác đều biết tiên sinh cực khổ rồi nghiêu hữu đạo nhìn giả vô quần chắp tay giả vô quần chắp tay đáp lễ cười khổ lắc đầu sau đó đưa tay nguyên tòng lập tức đến trước người hắn nói cô phụ vương ra giao phó sao có thể nói khổ cực nghiêu hữu đạo cười ha ha nói tiên sinh khiêm tốn thiệu bình ba xảo trá có thể thoát thân không có gì lạ, không cách nào một lần là xong, tái chiến là được. Giả vô quần, phiêu miểu các nhúng tay, sợ là khó làm, nghiêu hữu đạo nhấc tay, không vội, cũng không cần hoảng, có vấn đề giải quyết vấn đề, từng cái từng cái đến. Lần này ta đến chính là phụng lệnh vương ra đến lý giải tình huống tỉ mỉ, tiên sinh trước đó bố cục ta đã hiểu, nhưng vẫn để thiệu bình ba chạy trốn, có thăm dò tình huống cụ thể không? Giả vô quần, đã lệnh nhân viên tống quốc làm rõ tình huống sau đó nhìn nguyên tòng ra hiệu nguyên tòng từ trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa cho nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo tiếp nhận kiểm tra bên trong đại thể ghi chép động tác của thiệu bình ba sau khi phản hồi kinh thành xem xong không khỏi gật đầu hơi có thổn thức nói thì ra là như vậy ta nói hắn làm sao phá cục điểm cắt vào lại là tiền nhang đèn mà ra quyến các phủ cúng dường giả vô quần ra hiệu nguyên tòng lui ra sau lưng là ta tính sai lưu lại một chỗ trống lớn như vậy cho hắn chui nghiêu hữu đạo xua tay tiên sinh không nên tự trách, ai có thể nghĩ đến chứ? Trước đó ta cũng không nghĩ đến, cũng cho rằng hắn không đường có thể trốn, năng lực gặp thời ứng biến của gia hỏa kia xác thực rất cường hãn, nói thật, ngay cả ta cũng rất bội phục hắn. Lại nói, nếu hắn dễ đối phó như vậy cũng sống không tới hiện tại. Bất quá ta tin tưởng bằng năng lực của tiên sinh, nhất thời tính sai không tính cái gì, chỉ cần bình tâm lại, nhất định có thể đánh bại kẻ này. Lần này Nguyên Tòng lên tiếng, giả tiên sinh biết được tin tức hiệu bình ba thoát thân, đã lần nữa trở tay cho hắn một kích nghiêu hữu đạo à lên một tiếng có chút kinh nghi bất định nói chưa biết rõ sự tình của phiêu miểu các tiên sinh lại ra tay lần nữa thích hợp sao nguyên tòng không cần lo lắng lần này không giống tiên sinh chỉ thụ ý nhân viên tống quốc chú ở tấn kinh tiết lộ chút phong thanh cho mấy vị đại thần chịu nhục kia chỉ điểm phương hướng phản kích để bọn hắn nhằm vào những học trò mà thiệu bình ba mang đến từ bắc châu hạ thủ học trò nghiêu hữu đạo có chút nghi hoặc Thiệu Bình Ba này tâm ngoan thủ lạt, sẽ quan tâm những học trò kia. Giả vô quần lắc đầu mỉm cười, lại đưa tay ngăn Nguyên Tòng. Không phải vậy, năm đó Thiệu Bình Ba kinh doanh Bắc Châu, quét dọn mục nát, bàn tay sắt trị quốc, cử chỉ có chút mới mẻ, nên làm cho Tống Quốc có chút quan tâm. Mở học phủ bồi dưỡng học sinh, sau đó đưa đến các nơi của Bắc Châu lịch luyện, nhưng lúc liều lĩnh thoát đi Bắc Châu y nguyên không quên mang một vài học sinh, người được mang đi hẳn là nhân tài hắn tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng được, không muốn bỏ qua người này rất có lý tưởng hoài bão tuy không chừa thủ đoạn nào nhưng có hùng tâm chinh phục thiên hạ những học sinh kia trải qua gian khổ kinh nghiệm mài dũa lâu năm đã thành tài chỉ đợi thiệu nắm giữ đại quyền thì có thể thành nhân viên nòng cốt người mà thiệu thoát đi bắc châu cũng không bỏ nên công kích người này thân thể giống như ngựa già chạy chậm nhưng có kỳ lân chi trí lớn tuổi lâu ngày khổ hao từ lâu tâm lực tiều tụy không chịu nổi công kích bây giờ liên tiếp phát lực tích thiểu thành đại có thể đánh đổ không đổ cũng trả sao, chờ sau này sẽ có tuyệt diệu không tưởng tượng nổi. Mặt khác, người bị bắt không chịu thổ lộ chân tướng, không cách nào xác nhận thiệu là người của phiêu miểu các, còn như mượn thế của phiêu miểu các, cũng phải xem sự tình này phải chăng có người giúp đỡ không, có lẽ có thể tìm tòi hư thực, vì ứng đối sau này cung cấp một chút bằng chứng. chương 1838, không phụ người trung nghĩa. Như hiểu đạo khẽ vuốt cầm, lấy phong cách hành sự tâm ngoan thủ lạt của thiệu bình ba, hắn không tin đám học trò kia có thể ràng buộc được, nhưng giả vô quần đã nói như vậy, hắn cũng không tất yếu biện giải, dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì, nhìn xem tình huống phía sau lại nói là được. Tiếp đó lại nhìn Nguyên Tòng chắp tay, làm phiền nói tỉ mỉ sự tình Phiêu Miểu Các tới tìm các ngươi một chút. Này cũng là sự tình hắn quan tâm nhất, bởi vì chuyện này không phải chuyện nhỏ. Như giả vô quần nói, sự tình đến mức độ này, hiện tại trọng yếu nhất là làm rõ Thiệu Bình Ba là nương nhờ vào Phiêu Miểu Các hay mượn thế của Phiêu Miểu Các. Nếu mượn thế của Phiêu Miểu Các còn dễ làm ở sau lưng phiêu miểu các làm loại sự tình này đối phương cũng không dám rêu dao Nếu thật sự là hành vi của phiêu miểu các, người phiêu miểu các phái tới tìm bọn hắn mất tích, như vậy phiền phức sẽ lớn rồi. Nguyên Tòng không có ẩn giấu, nói cực kỳ tỉ mỉ, như hữu đạo tóm chặt chi tiết nhỏ hỏi. Sau khi xác nhận tình hình cụ thể, như hữu đạo suy tư một phen, lại hỏi. Người bị bắt còn chưa mở miệng, Nguyên Tòng biết nói ra không sống nổi, nên dùng hết thủ đoạn, chết sống cũng không nói, có kè mặc cả bàn điều kiện, thì nhất định phải mang hắn đi trích tinh thành hoặc vô biên các mới bằng lòng nói. Ngưu Hữu Đạo à lên một tiếng, người ở đâu, ta đi nhìn xem. Nguyên Tòng nghiêng đầu ra hiệu, Ngưu Hữu Đạo thuận thế nhìn lại, nhìn thấy một sơn động cách đó không xa, lập tức đi tới. Giả Vô Quần và Nguyên Tòng đều đi theo, Ngụy Đa nhìn chung quanh một chút, cũng chạy đi theo nhìn. Tiến vào sơn động, chỉ thấy một người quần áo lam lũ ngồi dựa vào vách đá, cả người đầy vết máu, đã bị dằn vặt không thành nhân dạng, có thể tưởng tượng được lúc trước bị bức cung thảm như thế nào. Nhìn thấy mấy người đi vào, thân thể khó có thể động đậy lộ ra cười thảm, cũng đóng hai mắt lại. Ngưu Hữu Đạo ở trên cao nhìn xuống, đánh giá một thoáng, bị dằn vặt thành như vậy còn không khai, có thể thấy vì bảo mệnh cũng là bất cứ giá nào rồi. Hắn chậm rãi cúi người ngồi xổm ở trước mặt Mã Phu. Nói đi, nói ra, ta đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Mã Phu lại từ từ mở mắt, cười hi hi, lại đến một cái, xem ra là đại nhân vật ra mặt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Coi như ngươi nói thật, ta cũng không dám tin tưởng. Không cần phí công phu, ta nói rồi, chỉ cần mang ta đi trích tinh thành, vô biên các, băng tuyết các hoặc yêu ma lĩnh đều được, chỉ cần mang ta đi, các ngươi hỏi cái gì ta đáp cái đó. Nghiêu hữu đạo tự nhiên minh bạch dụng ý hắn muốn đi những địa phương kia, chỉ có đi địa phương tương tự khách điếm yêu nguyệt, hắn mới có thể tìm được cơ hội bảo mệnh, bởi vì bọn hắn không dám tự ý động thủ ở địa phương kia. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo làm sao có khả năng mang loại người này đi tới đó, nói trắng ra là, loại người này không thể để cho sống. Người tên gì, Nhiêu Hữu Đạo lại hỏi. Mã Phu cười ha ha nói, hỏi ra danh tự để dễ thăm dò sao, người cảm thấy ta sẽ nói sao. Nhiêu Hữu Đạo khẽ mỉm cười, đưa tay nắm một mảnh vải rách, vải rách đã dính vào vết thương, đột nhiên kéo một cái. Ừm, Mã Phu đau kêu rên, nhưng đóng chặt con mắt, xương còn rất cứng rắn, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nghiêu hữu đạo vỗ vỗ mặt đối phương đứng dậy rời đi đám người giả vô quần nhìn nhau tiếp đó cũng đi ra ngoài đến bên ngoài nguyên tòng đi tới bên cạnh nghiêu hữu đạo hỏi ngươi không nghĩ biện pháp thẩm vấn nghiêu hữu đạo lắc đầu như vậy cũng không chịu khai chúng ta lại không biết gì về hắn không tìm được nhược điểm tái thẩm cũng không có ý nghĩa gì nguyên tòng chẳng lẽ lại bỏ qua nghiêu hữu đạo ta đã đến rồi tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp không thể một chuyến tay không đang khi nói chuyện từ trong tay áo móc ra một quyển địa đồ, tại chỗ tung ra, là một bức địa đồ bảy nước trên diện rộng. Người ngoài nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì, nhưng Nhiêu Hữu đạo hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng đi tới trước vách đá, dán địa đồ lên. Nguyên Tòng đi tới hỏi, người làm gì vậy? Nhiêu Hữu đạo hỏi ngược lại, người là ở tề kinh tìm tới cửa. Ừm, Nguyên Tòng gật đầu, Nhiêu Hữu đạo cong ngón tay búng một cái, một tia kình phong đánh ra cái lỗ nhỏ ở vị trí tề kinh, tiếp đó lại hỏi các ngươi là ở thời điểm nào rời kinh thành tấn quốc lại là thời điểm nào ở tề kinh bị người tìm tới cửa thời gian tận lực chuẩn xác một chút nguyên tòng không rõ ý nhưng vẫn trả lời sáu ngày trước ở tấn kinh sau khi dùng qua bữa trưa thì xuất phát buổi sáng ba ngày trước bị tìm tới cửa nghiêu hữu đạo nhắm mắt tính toán một lúc lại mở mắt nhìn bốn phía đưa tay hư trỏ một cái một cành cây bay tới rơi vào tay hắn bị quét sạch sẽ cành lá làm thành một côn gỗ thẳng tắp sau đó so sánh địa đồ, khắc lên côn gỗ các ký hiệu như thước đo. Sau đó lấy tề kinh làm trung tâm, dán lên côn gỗ, y theo mức độ đối chiếu ước lượng, ở vị trí nào đó trên bản đồ đâm thủng một điểm. Sau đó ném côn gỗ một cái, lùi về sau hai bước, năm ngón tay mở ra quay về địa đồ hư chảo, bá một tiếng, địa đồ lấy tề kinh làm trung tâm, một trang giấy hình tròn thoát ly địa đồ, bay xuống trên tay như hữu đạo. Như hữu đạo quơ quơ trang giấy trong tay hy vọng có thể có tác dụng tra ra thân phận của hai người kia. Nguyên Tòng nghi hoặc, như vậy có thể tra ra thân phận của hai người kia. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, kết quả thấy giả vô quần mặt lộ vẻ suy tư, không khỏi cười nói. Nói vậy hẳn tiên sinh đã đoán được một chút, Nguyên Tòng cũng quay đầu lại nhìn giả vô quần. Giả vô quần trầm mặc, sau đó tiến lên cúi người, nhặt côn gỗ trên đất viết. Tiên sinh là lấy côn gỗ làm thước đo tính toán khoảng cách và phạm vi nhân viên tiến lên. Nghiêu Hữu Đạo nở nụ cười, liền biết không gạt được tiên sinh. Không sai, giả vô quần lại nói, chúng ta rời tấn kinh, đến tề kinh bị tìm tới cửa, thời gian sai lệch rất lớn, làm sao có thể chuẩn xác tính toán ra khoảng cách. Nghiêu hữu đạo lược lắc đầu, không cần quá mức tinh chuẩn, hơn nữa lấy thời gian các người rời tấn kinh làm chuẩn, lại lấy thời gian các người bị tìm tới cửa tính toán. Đối phương tìm các người tiền đề khẳng định là phát hiện các người rời tấn kinh, đợi phát hiện các người ở tề kinh, trong quá trình tất nhiên lấy kim xí lui tới đưa tin, trung gian khúc chiết tốn thời gian cộng thêm bố trí, đủ để tiêu hao một ngày, cho nên đại thể sẽ giảm bớt một ngày. Nếu đối phương thật sự là phiêu miểu các thụ ý tìm các ngươi, không tất yếu phái người ở thật xa đường dài bôn ba, nếu đối phương lén lút hành động, không phải việc công cũng bất tiện tuyên truyền phi cầm cỡ lớn của phiêu miểu các. Cũng chính là nói, người tìm các ngươi tối đa ở xung quanh tề kinh hai ngày mã trình, đối phương điều động nhân viên phiêu miểu các tất là nhân thủ ở trong khu vực này. Quơ quơ trang giấy trong tay, Nguyên Tòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Giả vô quần cũng lộ vẻ tán thưởng, viết, thụ giáo, bên người vương ra quả nhiên tàng long ngọa hổ. Nghiêu hữu đạo xua tay, tiên sinh quá khen rồi, tài mọn mà thôi. Nhưng Nguyên Tòng không hiểu nói, người muốn tìm ra nhân viên phiêu miểu các biến mất ở khu vực này sao? Sự tình nội bộ phiêu miểu các, cha như thế nào? Nghiêu hữu đạo nhìn địa đồ trong tay, lạnh nhạt nói. Rất dễ cha, ta không tin nội bộ phiêu miểu các mỗi ngày đều có người biến mất. Nội bộ phiêu miểu các đột nhiên có người biến mất không thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, nội bộ tất nhiên có động tính tìm kiếm. Khóa chặt khu vực này, tìm người thích hợp quan tâm hỏi một chút liền biết. Lời này vừa nói ra, giả vô quần dùng mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì, không chỉ thiệu bình ba, sau lưng thương chiêu tông cũng có người phiêu miểu các. Nguyên tòng suy tư, cũng đoán được, đối với chuyện này hắn không ngoài ý muốn, như hiểu đạo có thể từ trong thánh cảnh chạy ra, sau lưng không có người phiêu miểu các phối hợp là không thể, chương 1839, cùng lão phu đấu, người còn non lắm. Một, như hữu đạo liếc nhìn thần sắc phản ứng của giả vô quần. Tiên sinh, mà cao một thước đạo cao một trượt, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, có chút sự tình không tất yếu lo lắng quá mức. Nói xong rời đi, tìm địa phương, tự tay viết xuống mật thư ở sau lưng địa đồ, sau đó ném cho ngụy đa. Tức khắc phát ra ngoài, này là lệnh viên cương chuyển cho xa như lai, để xa như lai tập trung phạm vi trong trang giấy là được, bằng không toàn thế giới phạm vi quá lớn. Ngụy Đa chấp hành làm theo, chờ một chút, Nguyên Tòng lại đi tới nói với Nhiêu Hữu Đạo. Giả tiên sinh có chuyện tìm ngươi, Nhiêu Hữu Đạo nhìn giả vô quần, cười nói, tiên sinh thứ gì khách khí như vậy, giả vô quần đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng, tiên sinh, vương gia phái người đi bên thừa tướng, nói xong nhìn chăm chú phản ứng của Nhiêu Hữu Đạo, lời này vừa ra, Nhiêu Hữu Đạo lặng im, thương chiêu tông không phái, hắn phái, hơn nữa là phái cao thủ đi, giả vô quần hiển nhiên đoán được cái gì. Thấy hắn không lên tiếng, giả vô quần hất lên vạt áo, quỳ ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo dập đầu. Nguyên Tòng nhìn đối phương, lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, Ngụy Đa thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn một màn này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo tiến lên, hai tay nâng giả vô quần dậy. Tiên sinh cần gì hành đại lễ? Giả vô quần cười thảm, lại lần nữa đưa tay viết ở sau lưng Nguyên Tòng, Nguyên Tòng nói thay. Mỗ từ nhỏ ở tử phủ lớn lên, tử phủ đối với mỗ lấy người nhà đối xử, ăn, mặc, ở, đi lại. Mọi thứ chưa từng bạc đãi, tử phủ là nhà của ta, đám người thừa tướng là thân nhân của ta, người nhà gặp nạn sao có thể bỏ đi không thèm để ý. Cầu tiên sinh, cầu vương gia buông tha thừa tướng. Hắn biết rõ, một khi bên này lấy danh nghĩa hắn tiếp cận tử bình hưu, tử bình hưu tất không nghi ngờ có trò lừa, tử bình hưu có nằm mơ cũng chẳng ngờ bên này dám hạ sát thủ với phiêu miểu các. Một khi thế cục có biến, nam châu tất lạnh lùng hạ sát thủ diệt khẩu không để nam châu bại lộ ở trước mặt phiêu miểu các mà bây giờ hắn không nói bị khống chế bên này không để hắn liên hệ bên ngoài mà nói hắn muốn đi ra vùng núi này cũng khó khăn căn bản không có biện pháp nhắc nhở tử bình hưu nghiêu hữu đạo nhàn nhạt mỉm cười nói tiên sinh lo xa rồi không nghe được đáp án mình muốn giả vô quần viết nếu thật là phiêu miểu các phái người ra ta khó thoát một kiếp tướng phủ cũng bị liên lụy thừa tướng cũng không cần quyến luyến tướng vị xin tiên sinh đúng lúc thu xếp đám người thừa tướng là được, không cần giết hại. Tiên sinh, nếu có thể bảo toàn người nhà tử phủ, giả vô quần tất máu chảy đầu rơi đầu báo vương ra, xin tiên sinh khai ân. Sau khi viết xong lại quỳ xuống, trong mắt đã ngấn lệ. Dưới tình huống bây giờ, tất cả liên hệ đều bị khống chế, hắn cũng chạy không được, thật không có biện pháp mới như vậy. Như hiểu đạo quay đầu lại hô, Ngụy Đa, qua đây, Ngụy Đa sướng sở chạy trở về. Như hiểu đạo dùng giấy bút, viết xuống một phong mật thư giao cho đồng thời phát sinh lập tức đưa đi vâng ngụy đa tiếp lấy đồng thời nhét vào trong ống sắt dưới chân kim xí sau đó thả kim xí bay lên trời đã theo tiên sinh phân phó đưa tin vương ra vương ra coi trọng tiên sinh cũng không phụ người trung nghĩa tất sẽ làm theo tiên sinh có thể an tâm đứng lên nghiêu hữu đạo cuối người nâng giả vô quần dậy giả vô quần đứng lên miệng không thể nói liên tục khom người tỏ vẻ cảm ơn hắn biết rõ đối với Nam Châu mà nói, trực tiếp diệt khẩu là biện pháp ổn thỏa nhất, mang đám người thừa tướng rời khỏi, là gánh chịu phong hiểm rất lớn, mang theo trốn trốn tránh tránh vạn nhất bị phát hiện làm sao lo liệu, nào có ổn thỏa như diệt khẩu. như hữu đạo động viên, tiên sinh không cần như vậy, đã truyền tin, lệnh chuyển giao thư của thừa tướng đến nơi này, nhìn thấy thư của thừa tướng, tiên sinh có thể an tâm. Giả vô quần lại lần nữa không người cảm ơn, vẻ mặt cảm kích. Đợi giả vô quần lui lại, Nguyên Tòng hỏi ngươi thật phái người đi diệt khẩu, như hữu đạo nhìn chung quanh một chút, thấp giọng cười khổ nói. Sư phó, một khi Nam Châu bạo lộ ra, phiêu miểu các thuận thế tra xuống sẽ liên lụy tới từ Kim Động, đến thời điểm đó không biết sẽ chết bao nhiêu người mới có thể lấp hố. Nguyên Tòng, vậy ngươi còn đáp ứng buông tha tử bình hưu, như hữu đạo than thở. Theo lý thuyết, phiêu miểu các phát hiện nhân viên mất tích sẽ lập tức truy tra, nhưng đến nay không có động tính. Sự tình này thật có khả năng là một ít người của phiêu miểu các lén lút hành động cho nên ta cũng là đánh cuộc, hy vọng lúc thư đến Tống Quốc vẫn còn kịp, nếu phiêu miểu các đã có động tác. Bên Tống Quốc khả năng đã động thủ, thư này phát ra ngoài cũng đã chậm. Nguyên Tòng trầm mặc, lần này là ta gây phiền toái cho ngươi, Ngưu hữu đạo xua tay, này không liên quan tới sư tôn, chẳng ai nghĩ tới thiệu bình ba sẽ cấu kết với người phiêu miểu các, hơn nữa đối phương nhìn thấy khuôn mặt của sư tôn, sư tôn không thể không xuất thủ. Nguyên Tòng bỗng trần chờ nói, ngươi thật phải diệt trừ thiệu bình ba, Ngưu hữu đạo, Người này vốn không phải người hiền lành gì, thù hận với đệ tử quá sâu, bây giờ lại cấu kết với phiêu miểu các, càng ngày càng nguy hiểm, không diệt trừ mà nói, tương lai hắn tất coi thế lực Nam Châu là trở ngại. Nguyên Tòng, đã như vậy, không bằng nghĩ cách dụ dỗ ra, chỉ cần lộ diện, ta tự mình ra tay ám sát, giúp người tiêu diệt hắn. Nghiêu Hữu đạo lắc đầu, bên cạnh hắn, ở trong bóng tối không biết có bao nhiêu người bảo hộ, sư tôn có thể bảo đảm diệt khẩu hết thảy người chứng kiến sao. Cho dù đào tẩu một cái, cũng là phiền toái lớn sẽ đánh rắn động cỏ phong hiểm càng lớn nguyên tòng trầm mặc dưới bầu trời sao trong một nông trại thiệu bình ba đối mặt một tờ giấy dán trên vách tường trên giấy lấy danh tự của hô diên vô hận làm trung tâm bốn phía diễn sinh ra bản đồ quan hệ lít nha lít nhít hắn nhìn chằm chằm không ngừng cân nhắc thiệu tam tỉnh đẩy cửa vào trong tay cầm một phần tin tức đi tới bên cạnh hắn do dự mãi cuối cùng cũng đưa thư đại công tử đám người trong triều bắt đầu trả thù Thiệu Bình Ba chậm rãi quay đầu lại, cầm thư qua, hơi xem nội dung trên giấy, hai mắt không khỏi chừng lớn, sau đó ho khan khạc khạc. Thiệu Tam tỉnh cả kinh, tranh thủ giúp đỡ hắn, quay đầu hô lớn: Người đâu? Người đâu? Ngoài cửa cấp tốc có hai người nhảy vào, một người vội hỏi: Đại nhân, người làm sao vậy? sắc mặt của Thiệu Bình Ba đã trắng bệch, làm cho người ta cảm giác lo lắng. Hắn nỗ lực khống chế không ho nữa, nhấc tay dơ dơ: Ta không có chuyện gì. Nhưng bàn tay hắn vung lên đã có vết máu đỏ sẫm. Ho ra máu, hai tên tu sĩ cả kinh, vội vàng giúp hắn bắt mạch trị liệu, sau đó lấy ra linh đan nhét vào trong miệng, đồng thời thi pháp giúp đỡ điều chỉnh khí tức. Đợi xác nhận không có chuyện gì, hai tên tu sĩ căn dặn: "Đại nhân, bây giờ tình huống thân thể của ngươi phải tĩnh dưỡng, không thích hợp lao tâm lao lực, bằng không dễ nộ hỏa công tâm." Thiệu Tam Tỉnh liên tục gật đầu, biểu thị biết rồi. Không cần căn dặn hắn cũng biết, lúc ở Bắc Châu đám tu sĩ ở đại thiền sơn kia lặp đi lặp lại thông báo như vậy, không có người khác. Thiệu Bình ba nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cuối cùng mở hai mắt ra, trong mắt ẩn ẩn có vẻ giận dữ. Lão Thiệu, chuẩn bị một chút, hồi kinh. Này, Thiệu Tam tỉnh cả kinh. Đại công tử, người là vì tránh né bọn hắn trả thù mới rời kinh, không có mấy ngày đã trở về. Bọn hắn đang trả thù, không thích hợp trở về.